Chàng rể Trường Sinh, Đinh Dũng. Tập 7. Hai tên bảo vệ đến sau cũng cầm dùi cui nhìn Đinh Dũng với ánh mắt cảnh giác. Sau khi để hai tên đồng nghiệp nép sau mình thì bọn chúng mới lên giọng nạt, ai mà dám ra tay ở trang viên Thanh Long hả? Chán sống rồi phải không? Hai tên này đến đây gây chuyện, bị chúng tôi phát hiện ra thì tức tối ra tay đánh người, tên bảo vệ bị Đinh Dũng cho một đạp bay ra ngoài tức tối kể lại. Hắn ta nhìn Đinh Dũng hằn học, còn tên còn lại mồm hãy còn sưng phù lên, nói không thành lời. Dám gây chuyện ở trang viên Thanh Long à? Tao thấy mày chán sống rồi đấy. Lúc này cả đám bảo vệ chạy tới, tên cầm đầu nghe thấy tiếng của đàn em thì chỉ vào Đinh Dũng. Thằng kia, quỳ xuống dập đầu hai cái, bó tay chịu trói thì tao tha cho mày một mạng. Nếu mày làm vậy thì mày sẽ hối hận đấy, Đinh Dũng lắc đầu cười, trong mắt anh nhìn lạnh lùng thấy rõ. Bảo tao quỳ xuống à? Đừng nói là đám bảo vệ chúng mày, cho dù gia chủ nhà họ Thiết đứng trước mặt tao thì cũng không đủ tư cách đâu. Nói năng ngông cuồng, anh em đâu xông lên. Tên đội trưởng đội bảo vệ nghe xong thì tím tái cả mặt. Hắn rút dùi cui múa may rồi lên giọng, lôi thằng ngông cuồng này lại đây cho anh. Vâng, đại ca. Bắt nó lại. Dám gây sự ở trang viên Thanh Long à? Nghe đội trưởng ra lệnh, cả đám bảo vệ lập tức rút dùi cui ở hông xông lên. Trang viên Thanh Long gây dựng bao lâu nay chưa bao giờ xảy ra cảnh đổ máu cả. Chỉ một cái trang viên còn con mà lại có một đống bảo vệ thế này, Đinh Dũng tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không có nghĩa rằng anh sợ hãi. Thấy đối phương không muốn nói chuyện hòa bình, Đinh Dũng không buồn phí thêm lời nữa. Anh lùi sau né tránh rồi dùng vai huých ngụy tiêu tính, nói em lùi về sau, cẩn thận chút. Vốn dĩ Đinh Dũng chỉ muốn để ngụy tiêu tính lùi sau một chút nhưng nào ngờ cú huých của anh lại trúng phần da thịt mềm mềm tròn đây. Đinh Dũng giật mình. Ho hắng một hồi rồi vội lao như tên bay về phía trước. Còn Ngụy Tiêu Tính bị hành động đó của Đinh Dũng làm cho hồn bay phách lạc, đặc biệt là cảm giác tê dại kia càng khiến một cô gái trước nay chưa bao giờ tiếp xúc gần với con trai như vậy lại như bị điện giật. Thầy ơi, thầy cẩn thận đấy, vì che giấu nỗi ngượng ngùng, Ngụy Tiêu Tính chỉ đành hét lên. Hét xong, cô cố kiềm chế sự tê dại của bản thân mà bặm chặt môi lùi về sau. Đúng lúc này, Đinh Dũng đã xông vào đám người. Mặc dù mấy tên bảo vệ kia tên nào tên nấy tay cầm vũ khí nhưng Đinh Dũng lại như hổ lao vào đàn cừu, vừa xông vào đã làm tan tác cả đám người. Cảnh tượng sau đó lại khiến Ngụy Tiêu Tĩnh phải thẫn thờ. Đinh Dũng một mình chọi với 20-30 tên bảo vệ nhưng anh di chuyển hết sức linh hoạt, thoát ẩn thoát hiện khiến cả đám bảo vệ không sao túm được nổi anh. Cứ thế, Đinh Dũng tung ra từng đấm từng đạp đánh bại từng tên một. Thật lợi hại, Ngụy Tiêu Tĩnh ngỡ ngàng. Cô chợt thấy rằng sư phụ hời này của mình thật là giỏi. Mày đừng có tới đây, đội trưởng đội bảo vệ thấy cả đám đàn em nằm dạp ra đất nên hoang mang cầm dùi cui chĩa vào Đinh Dũng. Trang viên Thanh Long là tài sản của nhà họ Thiết, mày làm vậy là đối đầu với nhà họ Thiết sẽ không tha cho mày đâu. Nhà họ Thiết, Đinh Dũng bật cười, anh định lên tiếng thì đột nhiên ở phía xa có vài người chạy tới. Chạy đầu là một lão già, vừa xua tay vừa hét, hiểu nhầm thôi. Lão già này chính là Thiết Vô Cực mà trước đó Đinh Dũng gặp mặt. Lúc này ông ta dẫn theo vài người gấp gáp chạy tới. Sau khi thấy cả đám bảo vệ la liệt dưới đất, mặt ông ta chợt biến sắc, vội thở gấp nói với Đinh Dũng, cậu Đinh, chỉ là hiểu nhầm thôi. Hừ, thầy ơi, thầy quen bọn họ sao? Ngụy Tiêu Tính nhìn Đinh Dũng với đôi mắt như có thêm bao nhiêu sao sáng. Từng gặp một lần, Đinh Dũng hơi cau mày. Thiết Vô Cực rốt cục có địa vị gì trong nhà họ Thiết? Chủ tịch Thiết, đội trưởng đội bảo vệ thấy Thiết Vô Cực thì chợt lặng người. Thiết Vô Cực trợn mắt nhìn hắn ta, sau đó lại tươi cười nói với Đinh Dũng, thật sự xin lỗi cậu Đinh, đều tại tôi sơ suất. Nghe nói cậu muốn đến xem biệt thự Thanh Thành Sơn, xin mời cậu đi bên này. Thấy Thiết Vô Cực đích thân đến mời Đinh Dũng đi xem biệt thự, đội trưởng đội bảo vệ tái mét mặt, cứ thế quỳ phịch xuống đất. Cậu Đinh. Cậu đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi. Tôi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới. Vừa nói, tên đội trưởng lại nhìn sang hai người bị Đinh Dũng giánh đầu tiên mà nạt nộ, hai con chó có mắt như mù. Ngày mai cuốn gói cút khỏi đây cho tao. Đinh Dũng hắng giọng, anh không quan tâm tới tên đội trưởng nữa, mà nhìn sang Thiết Vô Cực, điềm đạm nói, tôi quả thực muốn xem biệt thự ở Thanh Thành Sơn, phiền ông rồi. Không phiền đâu ạ. Vốn dĩ biệt thự ở Thanh Thành Sơn của chúng tôi cũng phải bán mà, Thiết Vô Cực tươi cười,
không hề vì sự lãnh đạm của Đinh Dũng mà tỏ ra khó chịu. Nhưng trên thực tế thì Thiết Vô Cực lại thấy không hề thoải mái. Mặc dù ông ta biết Đinh Dũng có thế lực, lần trước cũng vung tay hào phóng mua vài món đồ bán đấu giá, lại có mối quan hệ với Kim Tư Kỳ nhưng cũng không đến mức để nhà họ Thiết phải kiêng dè. Có điều, khiến ông ta phải dè chừng lại là người con gái đi bên cạnh Đinh Dũng. Mặc dù Thiết Vô Cực không biết Ngụy Tiêu Tĩnh nhưng trong một bản tài liệu, ông ta đã từng trông thấy hình ảnh rất giống với Ngụy Tiêu Tĩnh. Thân phận người đó rất đặc biệt, là con gái của Ngụy Kiến Quốc, người đứng đầu thành phố Kim Châu. Nếu là con gái của Ngụy Kiến Quốc thật thì thân phận của Đinh Dũng lại lên tầm cao mới. Có thể đi cùng với con gái của Ngụy Kiến Quốc và Kim Tư Kỳ thì thân phận của Đinh Dũng chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Vì kết quả ông ta điều tra ra được thân phận của Đinh Dũng chính là kẻ ở rể của nhà họ Hàn. Một nhà họ Hàn còn con sao có thể bám được hai nhà hào môn này chứ? Xin mời cậu đi lối này, Thiết Vô Cực đi trước dẫn đường, đưa Đinh Dũng vào một căn phòng họp. Căn biệt thự ở buổi bán đấu giá hôm nay đã được bán chưa? Đinh Dũng gật đầu, sau khi vào phòng họp thì lên tiếng hỏi. Nghe Đinh Dũng hỏi vậy, Thiết Vô Cực tỏ vẻ đắc ý. Ông ta bật cười, ha ha ha. Không ngờ cậu Đinh cũng nghe nói tới việc này rồi. Không phải tôi chém gió mà chỉ cần là căn biệt thự ở Thanh Thành Sơn của nhà họ Thiết khai thác được chào bán thì chẳng ai là không muốn mua cả. Ồ, Đinh Dũng sững người, hơi cau mày. Nếu như vậy thì trong khu biệt thự còn căn nào chưa bán không? Không giấu gì cậu, những căn hạng dưới ở Thanh Thành Sơn đều bán hết cả rồi. Nếu như cậu muốn xem thì chỉ có thể xem các căn hạng tầm trung. Thiết Vô Cực cười đắc ý. Căn biệt thự tầm trung có diện tích rộng hơn căn hạng dưới, cùng sang trọng hơn rất nhiều, có điều giá cả cao lại hơn một chút. Thế này đi, tôi là người phụ trách trang viên Thanh Long, tôi đứng ra giảm giá cho Đinh, coi như là chút lòng thành bù đắp cho hiểu nhầm ngày hôm nay, Thiết Vô Cực chắp tay nói với Đinh Dũng. Một người như Đinh Dũng, nhà họ Thiết mặc dù không sợ nhưng cũng không muốn đắc tội làm gì. Vì rất có khả năng đắc tội với Đinh Dũng thì sẽ đắc tội với Ngụy Tiêu Tĩnh và Kim Tư Kỳ. Thực ra Kim Tư Kỳ còn đỡ hơn một chút, mặc dù là thiên kim tiểu thư của nhà họ Kim ở Giang Nam nhưng dù sao bọn họ cũng ở tận Giang Nam, thế lực có lớn mạnh thế nào thì cũng không thể vươn tới thành phố Kim Châu được. Còn Ngụy Tiêu Tĩnh lại khác, dù cô ta không phải trong gia tộc hào môn nhưng thân phận lại khiến nhà họ Thiết phải kiêng dè. Về mặt nổi thì bố cô ta là lão đại ở thành phố Kim Châu này, có rất nhiều việc phải dựa vào đối phương cho nên gây hiềm khích với Đinh Dũng là việc hoàn toàn không cần thiết. Lại thêm hôm nay thấy được thân thủ của Đinh Dũng, Thiết Vô Cực càng quả quyết thân phận của Đinh Dũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, mà một người nhà họ Thiết rất khó để điều tra ra thân phận thì tuyệt đối không dễ đụng vào. Các nguyên nhân cứ thế đan xen với nhau khiến Thiết Vô Cực thà bỏ đi chút lợi ích còn hơn là đối đầu với Đinh Dũng. Và lại với thân phận của ông ta trong nhà họ Thiết thì có giảm giá bán đi một căn biệt thự cũng không thành vấn đề. Nghĩ vậy nên ông ta bèn bật máy chiếu trong phòng họp. Giới thiệu, mời cậu Đinh xem, đây chính là bản đồ địa mạo của Thanh Thành Sơn chúng tôi. Đinh Dũng gật đầu, thầm nhủ Thiết Vô Cực quả là khéo đưa đẩy, làm việc khôn ngoan khiến người ta không thể nào tìm được chỗ sơ hở. Việc vừa xảy ra khi nãy, sau khi Thiết Vô Cực có lời như vậy, Đinh Dũng cũng không tiện nói thêm nữa. Và lại từ những lời nói của Thiết Vô Cực, có thể nhận ra rằng địa vị của ông ta ở nhà họ Thiết không hề thấp. Có thể phụ trách cả trang viên Thanh Long thì ở trong nhà họ Thiết ít nhất cũng phải là thành viên cốt cán, và lại rất có khả năng là người đưa ra quyết sách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ôi, Thanh Thành Sơn thật rộng lớn, đúng lúc này Ngụy Tiêu Tĩnh kinh ngạc trầm trồ kéo Đinh Dũng về với thực tại. Phóng tầm mắt ra nhìn, trên Thanh Thành Sơn đầy cây cối tùm, và ở lưng chừng núi còn được nhà họ Thiết khai thác thành một bãi đất bằng với diện tích rất rộng. Sau đó xây dựng khu biệt thự ở đây. Một con đường rộng rãi uốn lượn quanh co từ dưới lên trên, cứ thế kéo lên tận mây xanh. Khu biệt thự hạng dưới ở đây đều bán hết cả rồi, Thiết Vô Cực chỉ vào khu biệt thự nằm ở lưng chừng núi. Căn hôm nay cũng là do một vị có tiền vì phải rời khỏi thành phố Kim Châu nên mới để lại cho trang viên chúng tôi, và chúng tôi bán đấu giá căn biệt thự này với giá 600 triệu nhân dân tệ. 600 triệu nhân dân tệ, trời đất! Ngụy Tiêu Tĩnh há hốc miệng kinh ngạc. Mặc dù cô xuất thân từ gia đình có gia thế nhưng Ngụy Kiến Quốc luôn sống liêm khiết nên cuộc sống của gia đình cô cũng chẳng phải giàu có gì. Đối với cô mà nói thì đừng nói tới con số 600 triệu tệ, cho dù là 60 triệu nhân dân tệ cũng là con số trên trời rồi.
so với những nơi khác thì quả thực không hề rẻ, Đinh Dũng gật đầu. Hiện giờ khu biệt thự Tầm Trung còn 4 căn là chưa có chủ, cậu Đinh có muốn cân nhắc tới căn biệt thự này không? Thiết Vô Cực lại chỉ vào một khu nằm bên trên khu tầm thấp mà cười nói. Căn hộ này cũng không tồi, có núi có nước, và lại còn được tặng một khoảng đất bằng rộng rãi, có thể xây một hoa viên hoặc để trồng rau. Căn biệt thự này bao nhiêu tiền ạ? Ngụy Tiêu Tĩnh quay đầu nhìn về phía Thiết Vô Cực hỏi với giọng hiếu kỳ. Thiết Vô Cực chỉ đợi câu nói này, có điều khiến ông ta không ngờ đến chính là câu nói này không xuất phát từ Đinh Dũng mà xuất phát từ phía Ngụy Tiêu Tĩnh. Căn biệt thự Tầm Trung có giá trung bình 600.000 tệ một mét vuông. Nếu không tính phần đất được tặng thêm thì diện tích căn này là 1.600 mét vuông. Tôi giảm giá cho cậu 10%, còn 864 triệu nhân dân tệ, Thiết Vô Cực nheo mắt lại nói. Trời ơi, hơn 800 triệu tệ, Ngụy Tiêu Tĩnh bụng miệng nhìn Đinh Dũng với ánh mắt kinh ngạc. Vị sư phụ hời này của cô có thể mua được căn biệt thự với số tiền lên đến hơn 800 triệu nhân dân tệ sao? Nghe Thiết Vô Cực nói vậy, Đinh Dũng lại lắc đầu. Thấy thế Thiết Vô Cực cho rằng Đinh Dũng không thể mua nổi căn biệt thự Tầm Trung. Trong lòng ông ta cũng sớm có đoán định, lúc này ông ta cũng không hề thất vọng, định lên tiếng cho Đinh Dũng đường lui thì nào ngờ Đinh Dũng lại chỉ vào khu vực ở phía trên, hỏi thế còn lên cao hơn. Lên cao hơn, Thiết Vô Cực sững người, thầm cười trong lòng. Lên cao hơn là giá trên trời, cậu mua nổi không? Thế nhưng ông ta lại chẳng thể hiện gì ra ngoài mặt. Nếu lên tiếp thì chính là đặc sản của Thanh Thành Sơn rồi. Khu biệt thự hiệu chữ địa tổng cộng có 9 căn, hiện tại đã bán được 1 căn, còn có 2 căn là những người của gia chủ chúng tôi sinh sống, các căn khác còn trống, Thiết Vô Cực nói với giọng thản nhiên nhưng khi đến tai Đinh Dũng thì lại khiến anh không khỏi giật mình. Cả căn biệt thự chữ địa mà đã có tới 3 căn có người ở, và lại trong đó có 2 căn là người của gia chủ. Điều này khiến Đinh Dũng thấy hứng thú hơn với biệt thự chữ thiên nằm ở trên hơn. Rốt cục đó là nơi thế nào mà đến cả gia chủ nhà họ Thiết cũng không lựa chọn sinh sống. Ồ, Đinh Dũng nhìn Thiết Vô Cực với ánh mắt hoài nghi, chỉ cười mà không nói gì. Thấy nụ cười đó của Đinh Dũng, Thiết Vô Cực cau mày nhưng vẫn lên tiếng, tôi biết cậu Đinh hoài nghi điều gì. Có lẽ cậu tò mò vì sao người nhà họ Thiết lại không sống ở căn biệt thự chữ thiên ở trên mà lại lựa chọn căn chữ địa phải không? Mặc dù người biết rất ít nhưng thực ra cũng không phải là bí mật. Thiết Vô Cực lắc đầu nói tiếp. Khu biệt thự chữ thiên không chỉ vì cái giá khiến người ta phải mơ ước mà hơn cả là bí mật của Thanh Thành Sơn. Bí mật gì cơ? Ngụy Tiêu Tĩnh vội hỏi. Đinh Dũng gật đầu, nói, hy vọng được nghe kỹ hơn. Mặc dù xã hội bây giờ ngày càng ít võ sĩ tu luyện theo võ cổ nhưng cũng vì môi trường hiện tại chúng tôi tạo ra nên các sức mạnh thần bí ngày càng tan rã. Mấy lời bí ẩn này của ông ta khiến Đinh Dũng không khỏi nheo mắt tập trung. Ông ta lại nói tiếp, Thanh Thành Sơn trước kia tương truyền là một ngọn núi linh, trên núi linh khí dày đặc, là thánh địa của đạo gia, nhưng sau này vì con đường tu hành không còn như trước nên Thanh Thành Sơn mới trống trải mênh mông. Có điều tới bây giờ, trên đỉnh núi vẫn còn linh khí dày đặc chưa hề tiêu tán. Linh khí đối với võ sĩ mà nói là thứ vô cùng quý giá, Đinh Dũng gật đầu không che giấu thân phận tu luyện của mình. Thân thủ trước đó mà anh thể hiện ra. Kể cả anh không nói thì một lão hồ ly thâm sâu khó dò như Thiết Vô Cực nhất định cũng sẽ đoán ra được. Thay vì vậy thì chi bằng nói thẳng ra vẫn hơn. Không sai, linh khí là cái gốc rễ của người tu luyện võ thuật, nhưng cũng chỉ là tương đối, Thiết Vô Cực nheo mắt nhìn Đinh Dũng chăm chú như thể muốn nhìn thấu anh. Bất cứ sự vật gì cũng đều có mức độ, đến tới cực điểm thì phải thoái trào. Võ sĩ ở tầng thấp sống ở môi trường linh khí quá nhiều không chỉ vô ích với việc tu luyện mà ngược lại còn ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe. Về giới võ đạo trong thành phố Kim Châu mà nói thì không ai có thể chịu được môi trường trên đỉnh núi kia. Khu biệt thự chữ thiên hiện giờ không ai sống phải không? Đinh Dũng gật đầu hỏi. Những gì Thiết Vô Cực nói không hề giả. Linh khí quá dày đặc đối với võ sĩ tu luyện tầng thấp mà nói quả thực chỉ có hại mà không có lợi, giống như việc anh gặp trước đó vậy. Sức mạnh linh hồn tuyệt thế vô song nhưng cơ thể phàm trần xác thịt lại không thể chống cự được nổi, do vậy mới dần dần mục giữa. Nếu không có thánh tâm quyết cân bằng giữa cơ thể và linh hồn thì sau vài năm, kể cả tu vi của Đinh Dũng có cao siêu thế nào thì thân xác anh cuối cùng cũng về với đất. Không có ai, cho tới bây giờ kể cả là đại sư võ học cũng rất khó có thể dung hòa khi sống ở khu biệt thự chữ thiên. Thiết Vô Cực cười khổ, nói tiếp, đến cả những người ban đầu khi xây dựng khu biệt thự này. Về sau cũng dần dần bỏ mạng.
có thể thấy sự nguy hại tới sức khỏe khủng khiếp thế nào. Đều chết cả rồi sao ạ? Ngụy Tiêu Tĩnh giật mình nhìn Đinh Dũng. Đúng vậy, Thiết Vô Cực bất lực gật đầu. Vì vậy nhà họ Thiết chúng tôi mới biếu một khoản phí an táng. Có vậy mới có thể làm yên lòng nhiều người. Đinh Dũng không quan tâm tới cuộc đối thoại giữa Thiết Vô Cực và Ngụy Tiêu Tĩnh. Sau một hồi trầm ngâm, anh mới cau mày hỏi, giá của khu biệt thự chữ Thiên là bao nhiêu? Cậu hỏi căn này làm gì? Căn biệt thự này thật sự không thể dành cho người thường ở đâu. Thiết Vô Cực sững người một lát như thể không ngờ Đinh Dũng lại hỏi giá của biệt thự chữ Thiên, nhưng thấy bộ dạng có vẻ nghiêm túc đó của anh nên ông ta chỉ đành lên tiếng. Giá của biệt thự chữ Thiên là 100 triệu nhân dân tệ 1 mét vuông, ngoài ra 3 căn biệt thự khu biệt thự chữ Thiên đều có diện tích trên 3.000 mét vuông, cho nên. Nói tới đây, Thiết Vô Cực lại ấn vào màn hình máy tính. Trên màn hình hiện ra 3 điểm, trên mỗi điểm đều có đánh dấu giá. Căn biệt thự số 3 hiệu chữ Thiên có diện tích 3.200 mét vuông, với giá 3.2 tỷ nhân dân tệ. Đến cả căn biệt thự số 3 mà cũng đã lên tới 3.2 tỷ nhân dân tệ. Trời ơi, Ngụy Tiêu Tĩnh thẫn thờ, cô không dám nhìn vào giá hai căn còn lại nữa. Biệt thự số 2 hiệu chữ Thiên có diện tích 3.617 mét vuông, với giá 3.06 tỷ nhân dân tệ. Còn căn biệt thự số 1 hiệu chữ Thiên càng khiến Ngụy Tiêu Tĩnh phải hoa mắt. Biệt thự số 1 chữ Thiên có diện tích 4.500 mét vuông, với giá lên đến 4.5 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra vì có kèm thêm một nguồn nước suối nên phí thu ngoài là 500 triệu nhân dân tệ nữa. Đây là suối gì vậy chứ? Đến cái giá của nó cũng bằng cả căn biệt thự tầm thấp rồi. Thấy cái giá trên trời như vậy, Ngụy Tiêu Tĩnh không khỏi bụng miệng. Đây khác gì là cướp tiền đâu cơ chứ? Cái này, tôi cũng không biết, Thiết Vô Cực cười ái ngại. Từ khi biết trên đỉnh Thanh Thành Sơn không có lợi với sức khỏe con người thì ai còn dám lên đó ở chứ? Tôi lấy căn số 1 hiệu chữ Thiên, đúng lúc này, Đinh Dũng đột nhiên lên tiếng. Câu nói của anh khiến Thiết Vô Cực phải thẫn thờ, đặc biệt là Ngụy Tiêu Tĩnh, cô tròn mắt ngơ ngác, run giọng hỏi Đinh Dũng, thầy ơi, vừa rồi thầy nói gì vậy ạ? Cậu Đinh, cậu chắc chắn không nói đùa chứ, Thiết Vô Cực mặt mày nghiêm trọng hẳn. Đinh Dũng trầm ngâm một lát mới gật đầu, nhưng Thiết Vô Cực còn chưa kịp lên tiếng thì Ngụy Tiêu Tĩnh đã túm lấy tay Đinh Dũng, hỏi thầy ơi, thầy không nghe thấy vừa rồi ông ta nói gì sao? Biệt thự chữ Thiên có hại với sức khỏe con người, tại sao thầy còn muốn mua? Anh tự có tính toán, Ngụy Tiêu Tĩnh còn chưa nói xong, Đinh Dũng đã khoát tay cười đáp. Không phải Đinh Dũng không có dụng ý, anh mua căn này là vì muốn sống cùng với Hàn Phương Nhiên. Mặc dù linh khí dày đặc không tốt với sức khỏe con người nhưng chỉ cần dùng trận pháp và tận dụng thì nơi này có thể biến thành tiên cảnh trần gian mà người thường cũng có thể sinh sống. Điều quan trọng hơn cả bên cạnh biệt thự số 1 còn có nguồn nước suối, đây mới chính là thứ mà Đinh Dũng quan tâm. Nếu như có thể sử dụng trận pháp dẫn toàn bộ linh khí vào nguồn suối thì có thể tạo ra một nguồn linh khí. Nếu thật sự như vậy thì mua căn biệt thự này được hời to. Nên biết rằng kể cả là thời xưa thì nguồn linh khí cũng là vật báu vô giá, chỉ tồn tại ở một số hang động mà thôi. Dùng sức người vận trận pháp để tạo ra nguồn linh khí mặc dù không thể so sánh với nguồn linh khí tự nhiên nhưng cũng không thua kém hơn là bao. Với môi trường hiện nay thì linh khí tự nhiên gần như cạn kiệt, nếu có thể nhân tạo một nguồn linh khí đã là một kỳ tích rồi. Nói vậy thì có nghĩa là cậu mua căn số 1 hiệu chữ Thiên thật. Thiết Vô Cực cau mày, trong lòng mừng quính. Cho dù là Đinh Dũng có mua thật thì cũng chỉ là vùng đất bỏ đi mà thôi. Còn Đinh Dũng có thể tấn thăng lên cảnh giới trên võ học đại sư hay không thì Thiết Vô Cực chưa từng nghĩ tới. Hiện tại với địa giới ở Kim Châu, cho dù là võ học đại sư cũng chẳng có nổi mấy người chứ đừng nói là cảnh giới võ học tông sư. Và lại cho dù là người ở cảnh giới võ học tông sư thì cũng chưa chắc có thể chịu nổi sự ăn mòn gặm nhấm của linh khí nơi này. Không sai, tôi chuyển tiền cho ông. Đinh Dũng gật đầu rút điện thoại ra, nói tiếp. Đợi lát nữa ông chuẩn bị người đưa tôi lên kia. Nói xong, Đinh Dũng gọi cho Kim Vô Đạo. Hiện giờ bảo anh lấy ra 5 tỷ nhân dân tệ, anh thực sự không có nên chỉ có thể tìm Kim Vô Đạo. Alo, Tiểu Lục, là ta đây. Sau khi điện thoại kết nối, Đinh Dũng nói thẳng vào vấn đề. Chuyển vào tài khoản cho ta 5 tỷ nhân dân tệ. 5 tỷ à, sao mà nhiều thế à? Sư phụ. Người cần gấp không, bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Kim Vô Đạo. Không phải ông ta không muốn đưa số tiền nhiều như vậy cho Đinh Dũng mà vì kể cả với tài sản của nhà họ Kim ở Giang Nam thì đột nhiên lấy luôn ra 5 tỷ nhân dân tệ cũng không dễ cho lắm,
Gấp, ta cũng không phải lấy tiền của con không. Sau khi chuyển khoản cho ta, con có thể tới phủ đệ của ta lấy một món đồ. Đinh Dũng nghĩ một lát rồi quyết định giao dịch công bằng với Kim Vô Đạo. Mặc dù Kim Vô Đạo là đồ đệ của Đinh Dũng nhưng hiện giờ nhà họ Kim cũng chỉ có Kim Vô Đạo là người cầm quyền lớn nhất nhưng còn cả nhà bao miệng ăn nữa. Đinh Dũng cũng không thể độc đoán bắt Kim Vô Đạo hy sinh vì mình được. Và lại anh cũng chưa có thời gian tới phủ đệ ở vài kiếp trước lấy đồ, vừa hay để Kim Vô Đạo đi một chuyến. Thật sao ạ? Kim Vô Đạo kích động, nói. Sư phụ, người yên tâm, sau 5 phút nữa con sẽ chuyển tiền sang cho sư phụ. Được, Đinh Dũng gật đầu, ngừng một lúc mới nói tiếp. Sau khi tới phủ của ta, giúp ta lấy cái lò minh phượng tới đây. Ngắt điện thoại, Đinh Dũng không nói thêm nữa, cứ thế đợi tiền về. Kim Vô Đạo đã nói 5 phút thì trong vòng 5 phút sẽ chuyển tiền đến. Đinh Dũng tin Kim Vô Đạo sẽ không nói những gì mà mình không chắc chắn. Thầy ơi, thầy có nhiều tiền vậy sao? Ngụy Tiêu Tĩnh nhìn Đinh Dũng thắc mắc. 4.5 tỷ đấy, không phải 45 tệ đâu. Nói lấy ra là lấy ra được bằng ấy tiền sao? Ngụy Tiêu Tĩnh có vẻ không tin, và cũng có một người không tin nữa, đó chính là Thiết Vô Cực không ngừng mang theo nụ cười lạnh lùng ở bên. Thời gian chậm chậm trôi qua, thấy 5 phút sắp đến mà điện thoại Đinh Dũng vẫn không có động tĩnh gì. Cậu Đinh, nếu không thì cậu suy nghĩ lại xem, câu này của Thiết Vô Cực mặc dù là để đường lui cho Đinh Dũng nhưng trong ý tứ rõ cái vẻ không mấy tốt đẹp. Đúng lúc phút thứ 5 chuẩn bị trôi qua thì điện thoại Đinh Dũng chợt kêu lên, anh nhận được một tin nhắn. Đinh Dũng cầm điện thoại nhìn, khóe miệng nhếch lên, anh ngẩng đầu nhìn về phía Thiết Vô Cực, điềm tĩnh nói, tiền đã về tài khoản. Tôi chuyển cho ông lúc nào cũng được. Hiện giờ có thể dẫn tôi đi xem biệt thự số 1 hiệu chữ Thiên được chưa? Nghe Đinh Dũng nói vậy, Ngụy Tiêu Tĩnh chợt lặng người, trong mắt cô nhìn Đinh Dũng không sao tin nổi. 5 tỷ nói chuyển là chuyển liền được sao? Thầy Đinh Dũng rốt cục có thân phận gì, lẽ nào thầy là con riêng của gia đình giàu có nào đó? Lúc này Ngụy Tiêu Tĩnh cảm thấy rất có khả năng như vậy. Nếu không thì cũng không thể giải thích được lý do vì sao mà trong tay một người còn trẻ như Đinh Dũng lại có tới số tiền khủng khiếp như vậy. Nên biết rằng đây là 5 tỷ chứ không phải 500 nghìn tệ. 5 tỷ có thể làm những gì? Nói cách khác thì cho dù là nhà họ Hàn, một gia tộc hàng đầu nắm trong tay cả tập đoàn Hàn Thị, có đem gom hết tài sản lại cũng chỉ đến 6 tỷ nhân dân tệ. Thiết Vô Cực cũng kinh ngạc không thôi. Ông ta nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt chẳng có gì thay đổi. Thiết Vô Cực vội cười xòa, 5 tỷ ông ta đã thấy ngạc nhiên rồi mà Đinh Dũng một người trẻ như vậy cầm số tiền đó trong tay lại chẳng hề biến sắc. Thái độ giấu thật thâm sâu. Thiết Vô Cực lúc này không dám coi thường Đinh Dũng nữa. Ông ta cười nói, cậu Đinh đã chốt mua biệt thự số 1 hiệu chữ Thiên thì đương nhiên có thể lên trên xem. Có điều, ông Thiết không phải lo, thấy bộ dạng đó của Thiết Vô Cực, Đinh Dũng khẽ cười, nói tiếp. Chỉ cần ông dẫn đường cho tôi. Tới khu biệt thự chữ Thiên, tôi tự đi vào. Vậy xin cậu Đinh lượng thứ. Thực ra thì nơi đó không ai dám vào, Thiết Vô Cực lại cười giả lả, giơ tay làm tư thế mời và đi cùng Đinh Dũng. Tới bên ngoài phòng họp, cũng không biết Thiết Vô Cực nói gì với cấp dưới mà tên cấp dưới tái mét mặt, nhìn Đinh Dũng như thể nhìn thấy ma. Có điều Thiết Vô Cực sắp xếp rất nhanh chóng. Một lát sau, một chiếc xe thương mại đi tới. Thiết Vô Cực cười nói với Đinh Dũng, cậu Đinh. Tôi sẽ cho người đưa cậu tới khu biệt thự, chìa khóa cũng đã chuẩn bị xong, còn việc lên núi thì phiền cậu tự đi rồi. Đinh Dũng gật đầu, không nói thêm gì, cứ thế ngồi vào xe. Em cũng đi, thấy Đinh Dũng lên xe, Ngụy Tiêu Tĩnh vội đi theo. Thiết Vô Cực nhìn theo chiếc xe rời đi mà cười lạnh lùng. Ông ta nhìn chăm chú về phía xa, điềm tĩnh nói, cử người báo với gia tộc, biệt thự số 1 hiệu chữ Thiên đã có người mua. Cho người âm thầm điều tra lai lịch của tên này, bao gồm mọi việc liên quan đến hắn. Vâng, một người đàn ông mặc áo đen đứng sau Thiết Vô Cực vâng lệnh rời đi. Lúc này chiếc xe thương mại chở Đinh Dũng đã lên tới Thanh Thành Sơn. Con đường rộng lớn uốn lượn lên trên như một con rồng to khổng lồ ôm quanh ngọn núi. Chiếc xe chạy trên đường cũng rất ổn định. Thầy ơi, thật sự chuẩn bị mua biệt thự số 1 hiệu chữ Thiên sao, Ngụy Tiêu Tĩnh ở bên vẫn không sao tin nổi. Đinh Dũng gật đầu, không trả lời, sau đó như nghĩ ra gì đó, anh lại quay sang nói với Ngụy Tiêu Tĩnh, việc này không được nói với ai khác, kể cả bố em cũng không được. Tại sao ạ? Ngụy Tiêu Tĩnh thắc mắc. Nói xong cô liền thấy hối hận, Đinh Dũng vung tiền trong chốc lát như vậy nên trong lòng chắc chắn rất xót,
và lại việc này nếu bị đồn ra ngoài thì thầy nhất định sẽ bị người ta đồn thổi, sẽ rắc rối và phiền phức biết bao. Anh ghét rắc rối, mọi thứ cứ bình thường thì vẫn tốt hơn, Đinh Dũng lên tiếng khiến Ngụy Tiêu Tĩnh phải bất ngờ. Anh không hề tức giận mà trả lời hết sức điềm tĩnh. Nghe vậy, Ngụy Tiêu Tĩnh vội gật đầu, hạ giọng nói, thầy ơi, em coi như hiểu được thế nào là giữ tâm trạng ôn hòa rồi. Giữ tâm ôn hòa mới có thể sống lâu, nghĩ nhiều quá không tốt cho đầu óc, Đinh Dũng cười, sau đó không để ý tới Ngụy Tiêu Tĩnh nữa. Anh dựa vào ghế nhắm mắt lại. Ngụy Tiêu Tĩnh gật đầu như hiểu như không. Cô không làm phiền Đinh Dũng nữa mà phóng tầm mắt khỏi xe chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp ở Thanh Thành Sơn. Cũng không biết mất bao lâu, chiếc xe thương mại mới từ từ dừng lại. Cậu Đinh, đi tiếp lên trên chính là đỉnh núi, lái xe dừng xe bên đường rồi nói với Đinh Dũng. Được rồi, tôi biết rồi, Đinh Dũng từ từ mở mắt. Anh nhìn xung quanh một lượt, mở cửa bước xuống. Đưa chìa khóa cho tôi tự lên kia. Đa tạ cậu Đinh, nghe Đinh Dũng nói vậy, lái xe mới thở phào nhẹ nhõm, vội đưa chùm chìa khóa cho Đinh Dũng. Nhận lấy chìa khóa, Đinh Dũng không do dự thêm nữa, cứ thế bước đi lên trên. Linh khí ở đây quả nhiên là dày đặc hơn, nhưng cũng không đến mức khiến người ta cảm thấy không thể chịu nổi. Khu biệt thự chữ thiên đúng là môi trường tốt để cho một người bình thường sinh sống. Thầy ơi, đợi em với, thấy Đinh Dũng đi lên, Ngụy Tiêu Tĩnh vội chạy theo. Nghe Ngụy Tiêu Tĩnh gọi, Đinh Dũng bất giác cau mày. Anh dừng chân, quay đầu hỏi, em không sợ sao? Sợ, đương nhiên sợ chứ, nhưng chỉ lên đó một lát chắc không sao chứ ạ, Ngụy Tiêu Tĩnh hỏi thăm dò, sau đó tự tin nói tiếp. Với lại có thầy ở đây, thầy cũng không thể để em xảy ra chuyện chứ. Nghe vậy, Đinh Dũng chỉ biết lắc đầu bất lực, quả thực anh có cách khiến Ngụy Tiêu Tĩnh không bị ảnh hưởng nhưng lại hơi rắc rối. Đi thôi, một lúc sau, Ngụy Tiêu Tĩnh không có ý định chùn bước nên Đinh Dũng chỉ có thể gật đầu. Em biết ngay thầy nhất định sẽ có cách mà, Ngụy Tiêu Tĩnh đi theo sau Đinh Dũng. Đi qua ranh giới giữa biệt thự hiệu chữ địa và hiệu chữ thiên là cảm nhận được luồng áp lực vô hình, đến cả tốc độ di chuyển của linh lực bên trong cơ thể cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Dưới áp lực này, từng luồng linh lực di chuyển điên cuồng trong cơ thể Đinh Dũng, cuối cùng quy tụ về vùng đan điền. Nói cũng kỳ lạ, chỉ cần linh khí vào trong cơ thể Đinh Dũng thì lập tức yên ắng hẳn. Duy chỉ có khi ở thế giới bên ngoài, chúng lại như được sống dậy, điện cuồng lao vào người Đinh Dũng. Sau khi luồng linh lực thâm nhập vào cơ thể, các lỗ lông trên cơ thể Đinh Dũng đều xuất hiện cảm giác đâm đau đớn. Linh lực dày đặc thế này thâm nhập vào bên trong cơ thể khiến thân xác mới bước vào cảnh giới võ học đại sư không dễ mà thích nghi nổi. Tránh anh ra xa một chút, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, chủ động điều khiển linh lực bên trong cơ thể, cứ thế mạnh mẽ tiếp nhận linh lực xung quanh khiến trong phạm vi ba trượng xung quanh cơ thể anh, linh lực ít đi trông thấy, không có gì khác thường với môi trường bình thường ở dưới núi nữa. Ngụy Tiêu Tĩnh chỉ thấy đầu hơi choáng, giống như cảm giác say rượu. Còn cơ thể thì không có gì khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thoải mái hơn, đến mức mà cô khoan khoái hít vào một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành xung quanh. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, khí huyết được cân bằng bên trong cơ thể Ngụy Tiêu Tĩnh chợt xáo trộn, cô thấy trước mắt một màu đen bao trùm, còn chưa kịp tiến lên lại gần Đinh Dũng thì hai chân đã mềm nhũn, cứ thế ngã sang một bên. Đinh Dũng lập tức phát hiện ra trạng thái khác thường của Ngụy Tiêu Tĩnh. Anh vội tiến lên trước đỡ Ngụy Tiêu Tĩnh dậy. Sau khi thăm dò sự xáo trộn về khí huyết bên trong cơ thể của cô, mặt mày Đinh Dũng có phần thay đổi. Lòng bàn tay anh điều tiết linh lực để kiểm soát sự xáo trộn của khí huyết trong cơ thể Ngụy Tiêu Tĩnh. Trên đỉnh núi này từ sau khi xây dựng xong cũng vì không ai lên nên linh khí quy tụ không tiêu tán, càng ngày càng dày đặc, Đinh Dũng cau mày tự nhủ, sau đó dần dần, linh khí trên Thanh Thành Sơn càng không phù hợp để con người sinh sống nữa. Còn Ngụy Tiêu Tĩnh cũng vì chứng mất máu nên khó có thể thích nghi với khí hậu ở đây. Nghĩ vậy, Đinh Dũng thở dài, anh điều tiết lại khí huyết trong cơ thể Ngụy Tiêu Tĩnh rồi mới bế cô đi tìm khoảng đất trống, đặt cô xuống. Em ở đây đợi anh nhé, Đinh Dũng nghĩ một lát, rút ra vài miếng ngọc bội sau đó làm thành dẫn linh trận đơn giản bên cạnh Ngụy Tiêu Tĩnh, khiến cho linh khí dày đặc ở khu biệt thự này không thể thâm nhập vào người cô và phải di chuyển theo hướng khác. Lấy cơ thể Ngụy Tiêu Tĩnh làm trung tâm, hình thành một khoảng trống linh khí chừng hai trượng. Thấy Ngụy Tiêu Tĩnh vẫn không hề tỉnh lại, Đinh Dũng nghĩ một lát, lại viết một hàng chữ dưới đất, anh lên kia xem thế nào, em ở đây đợi anh, nhớ không được ra khỏi vòng này. Viết xong, Đinh Dũng lại vẽ một vòng tròn xung quanh dẫn linh trận,
chỉ cần Ngụy Tiêu Tĩnh không ra khỏi cái vòng này thì cô ấy cũng sẽ không bị môi trường ở đây ảnh hưởng. Trước đó là do Đinh Dũng suy nghĩ không chu toàn, nếu người thường ở môi trường thế này thì nhất thời cũng sẽ không gặp phải chuyện gì được. Lại thêm có sự trợ giúp của Đinh Dũng, có lẽ lên đến tận tầng mây trên kia cũng bình an vô sự. Có điều Ngụy Tiêu Tĩnh lại không giống như vậy, chứng mất máu của cô nghiêm trọng nên đã bị linh khí ở đây ảnh hưởng, do vậy mới phát ra trước. Tới đây, Đinh Dũng không nghĩ thêm nhiều nữa, anh kiềm chế tâm trạng, sải bước lên trên núi. Thanh Thành Sơn không phải quá cao, ở trên đỉnh núi trông như thể đứng trên cả tầng mây nhưng trên thực tế thì lại cách mây còn xa lắm. Đinh Dũng càng lại gần đỉnh núi thì linh khí ở đây càng dày đặc đến mức khiến anh cũng còn cảm thấy áp lực. Anh không khỏi cau mày. Bình thường cho dù trước kia Thanh Thành Sơn là núi linh thì cũng không thể nhiều linh khí như vậy mới phải, vì hiện giờ linh khí trên trái đất cạn kiệt, linh khí trên Thanh Thành Sơn có sẽ tản ra các hướng mới phải. Lẽ nào ở đây có người từng bày ra tụ linh trận, Đinh Dũng cau mày tiếp tục tiến về phía trước, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Ở đây nếu không có tụ linh trận thì sẽ có vật gì đó khác thường thu hút linh khí, nếu không thì cũng không thể dày đặc như vậy được. Rất nhanh chóng, một căn biệt thự nguy nga tráng lệ đã xuất hiện trong tầm mắt Đinh Dũng. Trong căn biệt thự này có lẽ cũng đã xây khá lâu rồi, nó được xây dựng theo phong cách cổ xưa, lại ở nơi thâm sâu này nên mang phong cách đặc biệt. Có lẽ là khi khai thác Thanh Thành Sơn, người ta cố ý tạo phong cách này để hợp với cảnh. Có điều vì thời gian quá lâu, không ai chăm chút nên xung quanh căn biệt thự mọc rất nhiều cỏ cây, lại bám bụi nên trông có phần cũ kỹ. Đinh Dũng cầm chìa khóa đi tới, mở cái khóa loang lổ vết gì. Anh đột nhiên thấy rằng bỏ ra 5 tỷ mua căn biệt thự lâu đời này cũng hơi thiệt. Nó không hề giống so với tưởng tượng của anh chút nào. Không phù hợp để tạo bất ngờ cho Hàn Phương Nhiên lắm. Đinh Dũng lắc đầu quyết định lát nữa xuống kia sẽ mua biệt thự hiệu chữ địa. Sau khi Đinh Dũng mở cửa chính đi vào biệt thự số 1, một mùi hôi bốc lên khiến Đinh Dũng không khỏi cau mày. Anh ngẩng đầu khẽ xua tay. Một cơn gió mạnh xuất hiện sau khi Đinh Dũng vung tay, thổi bay đi từng lớp lá dày đặc rơi trong khoảng sân, cũng thổi bay đi mùi hôi ẩm lâu ngày bao trùm căn biệt thự. Đi vào bên trong căn biệt thự, Đinh Dũng khẽ thở dài. Mặt đất đầy lá rơi. Phần lá dưới cuối cùng đã bắt đầu rữa. Anh chắc chắn rằng vụ mua bán này mình lỗ rồi. Căn biệt thự này ngoài linh khí dày đặc ra thì chẳng có gì khiến Đinh Dũng phải ngạc nhiên cả. Đúng lúc này ánh mắt Đinh Dũng dừng lại ở bên một nguồn nước sạch. Đó chính là nguồn suối to bằng miệng bát, đang phun nước lên trên. Xung quanh nguồn suối là bể đá rộng chừng nửa trượng, có lẽ là do ban đầu khi xây dựng biệt thự, người ta thiết kế riêng như vậy. Nước bên trong bể rất trong. Bên ngoài bể đá còn được lắp một đường nước, nước trào ra thì sẽ theo đường nước này dẫn ra ngoài dùng để tưới cây cối trong sân. Có điều lúc này hoa trong vườn đều đã khô héo mà chết, thay vào đó là đám cỏ dại cao bằng nửa thân người chen nhau mọc tùm, gần như che lấp đi cả bể đá này. Nếu Đinh Dũng đi vào sâu hơn một chút thì e rằng còn nhìn không thấy bể đá đầy nước suối này nữa. Thú vị đấy, Đinh Dũng đi qua, nhìn nguồn nước suối một cái mà trong lòng thấy khoan khoái hơn hẳn. Nguồn suối này dùng để tạo ra nguồn linh khí là phù hợp. Vốn dĩ Đinh Dũng còn thấy hơi lăn tăn về linh khí trên đỉnh Thanh Thành Sơn không đủ, nhưng giờ xem ra thì anh đã nghĩ nhiều rồi. Linh khí trên núi ngưng tụ không tan, trải qua sự lắng đọng theo thời gian mà ngày càng dày đặc. Chỉ cần bố trí một tụ linh trận xung quanh nguồn suối thì có thể đợi miệng suối này dần dần chuyển hóa thành nguồn suối mang linh khí. Nếu như muốn để những người khác vào biệt thự, có thể bố trí một dẫn linh đại trận ở cả khu biệt thự hiệu chữ thiên này khiến cho toàn bộ linh khí trên Thanh Thành Sơn đều được dẫn lên trời, rồi dội từ trên trời xuống, vào thẳng bên trong nguồn suối này là tiện một công đôi việc. Nghĩ vậy, Đinh Dũng bèn phất tay, lấy ra một con dao bên trong túi đựng đồ. Đây là món đồ mà anh lấy được từ phía Bách Lý Đồ và vẫn luôn để trong túi. Không ngờ lại có lúc dùng đến nó. Đinh Dũng cầm chắc dao đi tới. Chuẩn bị dọn dẹp đám cỏ dại xung quanh bể đá. Hừm, mùi gì thế nhỉ? Đương lúc Đinh Dũng đang chuẩn bị vung dao thì đột nhiên một mùi thơm dịu nhẹ bay vào mũi anh. Mùi thơm này rất nhẹ, nhẹ đến mức Đinh Dũng chỉ ngửi thấy loáng thoáng. Mới ngửi một chút đã thấy tâm trạng vui vẻ thoải mái hơn hẳn. Anh vội rẽ đám cỏ đi tới phía trước xem. Khi thấy một cái cây nhỏ cao không quá cẳng chân, Đinh Dũng không khỏi ngạc nhiên thét lên, linh căn. Ở đây sao lại có linh căn được, Đinh Dũng nhìn cây nhỏ với vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Cái cây kia chẳng qua cũng chưa cao quá cẳng chân,
thân cây màu xám đen với 3 chạc, trên mỗi chạc là 7, 8 lớp lá cây màu xanh lục với hình dáng như thanh trường kiếm, trong đó trên mỗi chạc cây thậm chí còn kết quả màu tím to chừng đầu ngón tay. Mùi thơm này tỏa ra từ những quả màu tím trên cây. Đinh Dũng càng đến gần thì càng ngửi thấy mùi thơm nồng hơn của loại quả này khiến anh không khỏi nuốt nước miếng. Không phải Đinh Dũng muốn ăn loại quả này mà vì đây là phản ứng bình thường của cơ thể phàm trần sau khi gặp được quả linh căn. Lúc này Đinh Dũng định thần lại, hít vào một hơi thật sâu để trấn áp sự trộn rộn trong lòng và lùi sau 2 bước. Linh căn không phải là cái tên của một loài thực vật nào mà là chỉ một vài linh vật tự nhiên được sinh ra từ trong các hang động, ngưng tụ lại thành linh lực ở trong hang động đó. Phần lớn nó xuất hiện dưới hình dạng của thực vật nhưng cũng có loại khác, ví dụ như linh minh thạch thai bên trong hang động trên Hoa Quả Sơn, hoặc như cây nhân sâm ở Vạn Thọ Sơn. Linh căn là cái gốc rễ của động tiên, thậm chí là tạo hóa của trời đất, ngưng tụ về một phương sau đó kết thành linh vật. Một khi xuất hiện sẽ thay đổi môi trường ở nơi đó, chỉ ít thì có thể khiến linh khí ở đó lên một tầng cao mới, nhưng đồng thời một khi bị tổn hại thì linh lực xung quanh chắc chắn sẽ nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng hóa thành đất thường. Trên Thanh Thành Sơn có thể có một cây linh căn sinh sống như vậy, lẽ nào thời cổ, Thanh Thành Sơn cũng là một hang động? Đinh Dũng cảm thấy rất kỳ lạ. Anh sống bao nhiêu năm trên đời nên đương nhiên hiểu rõ nguồn gốc của Thanh Thành Sơn. Mặc dù Thanh Thành Sơn là núi linh nhưng còn xa mới có thể có động tiên được, sao có thể ngưng tụ ra linh căn này nhỉ? Nhưng thực tế lại bày ra trước mắt, Đinh Dũng không thể không tin. Chẳng trách mà linh khí ở đây ngưng tụ không tiêu tán. Hóa ra là vì cái cây này, Đinh Dũng tỏ vẻ hưng phấn. Nghìn năm mới gặp được linh căn một lần, trước đó anh cũng đã từng có một cây linh căn. Có điều sau khi kết thành quả xanh thì nó đã khô héo mà chết. Hạt xanh của cây hiện giờ còn ở trong phủ của anh. Trong mắt Đinh Dũng hào hứng thấy rõ. Trước đó anh còn cho rằng mình mua căn biệt thự này là lỗ nhưng giờ xem ra lại kiếm được hời rồi. Một cây linh căn đừng nói là 5 tỷ, cho dù là 5.000 tỷ hay 50.000 tỷ thì anh cũng muốn đánh đổi vì nó là vật vô giá. Mặc dù không biết cái cây trước mặt rốt cục có tác dụng gì nhưng chỉ cần là linh căn thì về cơ bản không phải là vật tầm thường, và lại có thể ngưng kết ra linh căn thì có thể gián tiếp chứng minh đây là vùng đất quý. Đinh Dũng đột nhiên gạt đi suy nghĩ bố trí dẫn linh trận. Linh khí ở đây vừa hay có thể dùng để bảo vệ cây linh căn này. Còn chưa chín, Đinh Dũng nhìn quả trên cây rồi đoán định rằng nó chưa chín. Nghĩ vậy, anh do dự một hồi rồi mới thận trọng dọn sạch cỏ xung quanh. Sau đó dùng ngọc bội bày một trận pháp đơn giản xung quanh cái cây nhỏ để bảo vệ cây khỏi đám côn trùng hay thú vật xung quanh ăn quả khi nó còn chưa chín. Sau khi sắp xếp xong, Đinh Dũng mới bố trí tụ linh trận quy mô nhỏ, đợi sau khi sắp xếp xong mọi thứ thì cũng đã hơn tiếng đồng hồ rồi. Anh dạo quanh biệt thự một vòng, khóa cửa lại và đi xuống núi. Nói đơn giản về biệt thự này thì Đinh Dũng mua nó là lỗ nhưng nếu như tính thêm cái cây và nguồn suối kia thì rõ ràng anh được hời to. Quay về ranh giới giữa biệt thự hiệu chữ Thiên và chữ Địa, Ngụy Tiêu Tĩnh đã tỉnh lại, cô đang bĩu môi rậm rậm chân không biết đang nghĩ gì. Tỉnh rồi à, Đinh Dũng đi tới cười hỏi. Hừ, nghe Đinh Dũng hỏi vậy, Ngụy Tiêu Tĩnh mừng quính nhưng cô lập tức thu về vẻ mặt vui sướng của mình mà đáp. Thầy làm gì mà bỏ em lại một mình rồi đi vậy chứ? Sợ em lên núi gặp chuyện gì đó, Đinh Dũng cười, trong lòng thầm cảm thấy vui vì mình không đưa Ngụy Tiêu Tĩnh lên núi. Việc cái cây linh căn anh tạm thời không định nói với bất cứ ai. Kể cả là Hàn Phương Nhiên anh cũng sẽ không nói. Một là giải thích sẽ rất phức tạp, hai là loại cây này quá hiếm hoi, trước khi thực lực của anh khôi phục thì càng ít người biết càng tốt. Nếu không, một khi bị đồn ra ngoài và người ta nghe được thì sẽ khiến anh gặp bất lợi. Hiện giờ thực lực của Đinh Dũng mới chỉ khôi phục về tầng cảnh giới võ học đại sư, cũng chính là giai đoạn cơ bản. Kể cả anh có thể dựa vào những kỹ năng và kinh nghiệm để gây chiến thì phần thực lực của cơ thể phàm trần này cùng lắm cũng chỉ có thể giao chiến với người thuộc cảnh giới đỉnh phong của võ học tông sư. Đinh Dũng sẽ không ngây thơ mà cho rằng trong trời đất rộng lớn này lại chỉ có người thuộc cảnh giới võ học tông sư được. Núi cao còn có núi cao hơn. Đinh Dũng luôn coi câu nói này là chân lý. Hừ, thế thầy bỏ em ở đây mà không sợ em xảy ra chuyện gì hả? Ngụy Tiêu Tĩnh bĩu môi. Thực ra cô cũng trông thấy những miếng ngọc mà Đinh Dũng cắm xuống đất rồi. Mặc dù không biết vì sao Đinh Dũng lại không cho cô bước ra khỏi cái vòng này nhưng cô vẫn không dám tự bước ra. Đinh Dũng lắc đầu không trả lời mà lấy miếng ngọc bội dưới đất về, nói, đi thôi, xuống núi rồi nói tiếp.
Vâng, sau khi Đinh Dũng lấy miếng ngọc bội về, cảm giác chênh choáng đầu óc lại ập đến. Ngụy Tiêu Tĩnh vội gật đầu đi theo Đinh Dũng xuống núi. Cũng may là con đường cách ranh giới tương đối gần nên cả hai người nhanh chóng tới được con đường vòng chỗ ranh giới. Chiếc xe thương mại trước đó đưa bọn họ lên đây đỗ ở bên đường. Sau khi thấy hai người phía Đinh Dũng, chiếc xe nhanh chóng di chuyển đến. Thầy ơi, biệt thự số 1 chữ Thiên thế nào? Ngụy Tiêu Tĩnh tò mò hỏi. Chẳng ra sao, mua nó lỗ rồi, Đinh Dũng lắc đầu, chỉ bình luận về biệt thự. Hả, lỗ sao? Nghe Đinh Dũng nói vậy, Ngụy Tiêu Tĩnh lặng người sau đó kinh ngạc. Đinh Dũng vừa kéo cửa xe ngồi vào trong vừa gật đầu nói, vì lâu rồi không ai dọn dẹp nên nó chẳng khác gì cái biệt thự bỏ đi, khắp nơi cỏ cây mọc tùm. Vậy phải làm sao ạ? Tìm bọn họ để lấy lại tiền, Ngụy Tiêu Tĩnh nghe vậy thì nghĩ ngay đến việc đòi tiền. 5 tỷ liền đó, nếu như mua căn biệt thự này thì há chẳng phải lỗ rồi sao? Thôi bỏ đi, đã mua rồi thì làm gì có chuyện trả lại, Đinh Dũng bật cười. Làm người phải giữ chữ tín. Thực ra anh nói câu này để lái xe nghe. Nếu như anh đi từ trên núi xuống với bộ dạng được hời lớn thì nhà họ Thiết chắc chắn sẽ phái người lên đó điều tra. Chỉ cần Đinh Dũng bày ra bộ dạng chịu thiệt thì mới khớp với những suy đoán của nhà họ Thiết. Quả nhiên, Đinh Dũng về dưới chân núi, Thiết Vô Cực lập tức chạy tới đón tiếp, mặt ông ta tươi cười hớn hở, ôi chao, cậu Đinh cuối cùng cũng xuống núi rồi. Tôi còn sợ cậu gặp phải chuyện gì nữa. Thế nào, biệt thự số 1 có được không? Hai, ông Thiết à, đúng là tôi bị đào cho cái hố rồi, Đinh Dũng thở dài tỏ vẻ bất lực. Anh lắc đầu nói, quá lâu rồi không ai dọn dẹp nên nó chẳng khác gì nhà hoang cả. Ha ha ha, không thể nói như vậy được. Dù sao thì biệt thự số 1 không có ai ở thì có thể dùng để tô điểm cũng được mà. Thiết Vô Cực nheo mắt lại cười, nhưng khuôn mặt đó của ông ta trong mắt Đinh Dũng rõ ràng là đang cười nhạo châm chọc. Xem ra tôi không trả lại căn biệt thự này được rồi, Đinh Dũng như cười như không nhìn Thiết Vô Cực. Anh còn chưa trả tiền nhưng nếu như không trả mà muốn rời đi thì e rằng Thiết Vô Cực sẽ không dễ gì mà đồng ý. Làm người mà, phải giữ chữ tín. Cậu cũng đã được vào xem biệt thự chữ Thiên rồi, nếu như không mua, Thiết Vô Cực cười nhìn Đinh Dũng với bộ dạng chẳng còn cách nào khác. Tới lúc đó mà nói ra thì biệt thự chỗ chúng tôi còn bán làm sao nữa. Thôi được rồi, làm người phải giữ chữ tín, dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, Đinh Dũng khoát tay có vẻ bất lực. Sau đó anh nhìn sang Thiết Vô Cực nói tiếp. Tôi muốn mua thêm một căn biệt thự tầm trung ở lưng chừng núi. Ông Thiết có giảm giá cho tôi không? Đương nhiên rồi, Thiết Vô Cực híp mắt tươi cười nhìn Đinh Dũng nhưng trong lòng lại thầm mỉa mai. Đúng là một thằng ngu lắm tiền. Trước đó bọn họ đã cử người lên đỉnh núi xem qua biệt thự ở đây chẳng khác gì biệt thự cũ nữa. Không ngờ để lâu như vậy mà vẫn có thể bán được một căn. Thầy ơi! Thầy điên rồi sao, thấy Đinh Dũng nói vậy, Ngụy Tiêu Tĩnh không khỏi kinh ngạc. Thầy đã mua một căn rồi, sao còn muốn mua nữa? Là thầy nhiều tiền quá sao? Đương nhiên không phải, chỉ có điều biệt thự chữ Thiên không thích hợp cho người thường sinh sống, nếu ở lâu thì sẽ gặp tình trạng giống em, Đinh Dũng thở dài cố tỏ ra bất lực. Sau đó anh và Thiết Vô Cực cùng chọn một căn tầm trung. Chọn xong, Đinh Dũng thanh toán tiền, biệt thự tầm trung dùng thẻ không giới hạn của anh chi trả. Vì để bù đắp lại tổn thất cho Đinh Dũng, Thiết Vô Cực đồng ý giúp anh sửa sang lại căn nhà. Sau khi ra khỏi trang viên Thanh Long, Ngụy Tiêu Tĩnh không khỏi chép miệng nhìn Đinh Dũng, chẹp chẹp, thầy thật nhiều tiền. 5 tỷ nói tiêu là tiêu. Được rồi, em không cần phải xót xa nữa đâu, Đinh Dũng không để ý đến lời nói tỏ vẻ tiếc tiền của Ngụy Tiêu Tĩnh. Nếu không thì em suy nghĩ kỹ xem, bảo bố em gả em cho anh cũng sẽ mua cho em một căn biệt thự như vậy. Nào, được rồi đấy. Em chưa đến mức thành gái ế đâu. Không thể để thầy được hời như vậy được. Nghe Đinh Dũng nói, Ngụy Tiêu Tĩnh vội lùi sau hai bước nhìn anh với ánh mắt cảnh giác. Khi lái xe về thành phố, trời cũng đã dần tối. Nhớ tới còn phải về tập đoàn Hàn Thị đón Hàn Phương Nhiên nên Đinh Dũng bèn nói với Ngụy Tiêu Tĩnh, anh đưa em về trước nhé. Anh còn có chút việc cần làm. Hả, thầy có tiền như vậy mà không mời em ăn bữa no nê sao? Ngụy Tiêu Tĩnh không đồng ý. Đinh Dũng bất lực, đang định từ chối thì đột nhiên điện thoại anh nhận được tin nhắn. Đinh Dũng cầm điện thoại định tiện tay xóa tin nhắn thì trông thấy người gửi là Hàn Phương Nhiên, anh chợt lặng người. Vợ không gọi điện cho anh, gửi tin nhắn làm gì chứ? Đinh Dũng vừa thầm nghĩ vừa ở tin nhắn ra. Đinh Dũng,
hôm nay anh không cần tới đón em đâu. Cũng may có anh nên sáng nay em đã đàm phán xong xuôi với bên bất động sản đỉnh kim rồi. Vốn dĩ hôm nay nên trả công cho anh nhưng vì trình tự của hạng mục lần này có chút vấn đề, em phải nói chuyện với một sếp. Em đã đặt chỗ ở Xuân Hương lâu rồi, hay là anh cũng đến đó đi, đây chính là toàn bộ nội dung tin nhắn mà Hàn Phương Nhiên gửi đến. Đọc xong, Đinh Dũng vô thức cau mày. Trình tự có vấn đề, còn phải đi ăn với một lãnh đạo. Lẽ nào có người cố ý làm khó hạng mục này của tập đoàn Hàn Thị? Hàn Phương Nhiên vừa nói chuyện xong xuôi với bất động sản đỉnh kim mà trình tự công việc lại xảy ra vấn đề thì có lẽ không thể trùng khớp vậy được. Đinh Dũng nghĩ xong, nhìn sang Ngụy Tiêu Tĩnh đang tập trung lái xe, cười nói, đi thôi, anh dẫn em đi ăn một bữa. Vợ anh mời một lãnh đạo ăn cơm, chúng ta cũng qua đó ăn cùng. Hả, thầy có vợ rồi sao? Ngụy Tiêu Tĩnh giật mình như không thể ngờ Đinh Dũng đã kết hôn. Ừ, anh kết hôn hơn 2 năm rồi. Đinh Dũng không hề phát hiện ra vẻ khác thường của Ngụy Tiêu Tĩnh, cứ thế gật đầu trả lời. Mặc dù Ngụy Tiêu Tĩnh không thể hiện ra ngoài nhưng trong đôi mắt cô lại rõ vẻ thất vọng. Cũng không biết cô đang nghĩ gì nữa. Đi đâu ạ? Hồi lâu, Ngụy Tiêu Tĩnh hạ giọng hỏi. Đinh Dũng nhắn tin đáp lại Hàn Phương Nhiên một từ ok sau đó nhếch miệng cười, nói, Xuân Hương lâu. Cái gì cơ, lại tới đó, món ăn ở đó không ngon, vừa nói tới Xuân Hương lâu. Ngụy Tiêu Tĩnh lập tức làm bộ dạng buồn nôn. Thực ra Đinh Dũng cũng không ngờ Hàn Phương Nhiên sẽ lựa chọn Xuân Hương lâu. Có điều vậy cũng tốt, trưa nay tới đó một lần cũng có thể coi là quen thuộc, không đến mức bị người ta đuổi ra ngoài. Sau khi xác định được địa điểm, Ngụy Tiêu Tĩnh tăng tốc, chẳng mấy chốc đã tới Xuân Hương lâu. Vừa tới nơi liền thấy Hàn Phương Nhiên đứng ở cửa chuyện trò vui vẻ với một người đàn ông. Phía sau người này còn có vài người nữa. Khi Đinh Dũng định xuống xe thì đột nhiên gã đàn ông kia tiến lên trước giơ tay đặt về phía vai Hàn Phương Nhiên. Sau khi Hàn Phương Nhiên cảm nhận được thì khéo léo lùi sau nửa bước, né tránh hành động gần gũi của người đàn ông kia rồi làm tư thế mời bằng tay. Muốn chết, Đinh Dũng thầm nhủ, đẩy cửa xe đi tới. Ấy, đây không phải là lão Trần sao, thấy người đàn ông kia, Ngụy Tiêu Tĩnh lặng người vô thức lẩm nhẩm. Nghe vậy, Đinh Dũng mới cau mày hỏi lại, em biết tên đó à? Vâng, là cấp dưới của bố em, làm ở phòng xây dựng, hình như chức vụ cũng không hề thấp, Ngụy Tiêu Tĩnh gật đầu, lúc này mới như nhận ra đầu mối, chỉ vào Hàn Phương Nhiên hỏi, đây chính là vợ thầy sao? Ừ, Đinh Dũng gật đầu đưa mắt nhìn theo Hàn Phương Nhiên và người đàn ông kia. Không phải anh giận Hàn Phương Nhiên vì đi ăn với người đàn ông khác. Dù sao thì cũng vì công việc nhưng nói Hàn Phương Nhiên là vảy ngược của Đinh Dũng cũng chẳng phải quá lời. Nếu người đàn ông kia dám đụng tới cô thì anh tuyệt đối sẽ bắt hắn ta phải trả giá. Đi thôi, chúng ta cũng vào trong, Đinh Dũng nheo mắt đi vào trong trước. Ngụy Tiêu Tĩnh thấy thái độ Đinh Dũng có gì đó khác thường. Vừa nãy cô cũng trông thấy lão Trần đặt tay lên vai Hàn Phương Nhiên, lúc này Ngụy Tiêu Tĩnh cũng đang thầm cầu nguyện. Cô tận mắt chứng kiến Đinh Dũng xử lý 20-30 tên bảo vệ ở trang viên Thanh Long nên nếu như Đinh Dũng mà nổi điên lên thì lão Trần e là không chết thì cũng sống không yên. Ồ, mời khách quan vào trong, anh muốn, Đinh Dũng và Ngụy Tiêu Tĩnh vừa vào trong liền có một nhân viên phục vụ đi tới, thế nhưng người này còn chưa nói xong thì tự thẫn thờ, vội hét vào trong, ông chủ. Chuyện gì mà làm om sòm lên thế hả, ông chủ Xuân Hương lâu cau mày đi tới. Kết quả? Sau khi thấy Đinh Dũng thì suýt chút nữa ông ta đứng không vững mà ngã vật ra đất. Ôi, sao cậu lại đến đây rồi? Sao, tôi đến ăn bữa cơm mà không được sao? Đinh Dũng nhếch miệng. Hay là ông lại muốn đuổi tôi đi? Không dám, không dám, xin mời cậu vào trong, ông chủ của Xuân Hương lâu vội khoát tay. Vốn dĩ ông ta đã đủ thất vọng rồi, nhưng giờ thấy Đinh Dũng, ông ta lại như được thắp lên ngọn lửa hy vọng. Ông ta vội lên tiếng, cậu Đinh. Cậu xem có thể giúp tôi nói một câu. Tôi thấy không cần thiết, Đinh Dũng lắc đầu, anh đương nhiên biết ý ông ta là gì. Có điều buổi trưa Ngụy Kiến Quốc nói như vậy hoàn toàn là vì để cho Đinh Dũng có cái cớ. Anh tin rằng Ngụy Kiến Quốc không phải là người lạm dụng chức quyền như vậy, có lẽ Xuân Hương lâu không thực hiện các biện pháp phòng cháy tốt. Cậu Đinh, là tôi không tốt, tôi có mắt như mù. Xuân Hương lâu là tâm huyết nửa đời người của tôi, ông chủ Xuân Hương lâu mặt mày thê lương, cứ nghĩ tới tâm huyết cả nửa đời người của mình sắp tiêu tan, trong lòng ông ta không khỏi hối hận. Cậu Đinh, tôi thề sau này tôi không dám như vậy nữa, về sau tôi ngày nào cũng làm việc thiện.
Ông chủ à, như vậy cũng tốt, nên biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, khiêm tốn một chút cũng là việc tốt. Ông ta còn chưa nói xong, Đinh Dũng đã cười, vỗ vai ông ta nói tiếp. Ông yên tâm, nhà hàng của ông sẽ không bị đóng cửa đâu. Dạ, ông ta mặt mày khóc lóc, còn không hiểu ý Đinh Dũng là gì. Đinh Dũng thấy ông ta còn chưa hiểu vấn đề thì lắc đầu bất lực, nói ông nghĩ mà xem, nhà hàng dùng nhiều gỗ như vậy, nếu áp dụng tiêu chuẩn phòng cháy thông thường, lỡ xảy ra chuyện gì thì ông có khóc cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Được rồi, ông nghĩ cho kỹ đi, nói rồi, Đinh Dũng lại lần nữa vỗ vai ông chủ Xuân Hương Lâu, sau đó nhìn sang nhân viên phục vụ ở bên, hỏi, một nam một nữ vừa đi vào ở phòng nào? Dạ, nhân viên phục vụ thẫn thờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại kịp, vội vàng nhìn ông chủ một cái nhưng phát hiện ra ông chủ của mình đã thất thần từ lâu. Cậu ta lúng tung nhìn Đinh Dũng rồi khẽ giọng nói, phòng, phòng số 2. Được rồi cậu đỡ ông chủ của cậu đi vào trong đi, Đinh Dũng gật đầu, đi về phía căn phòng số 2. Căn phòng số 2 nằm ở trên tầng 2 của Xuân Hương Lâu, chỉ thua kém căn phòng số 1 là phòng VIP dành cho khách sang. Chỉ cần nghĩ đến Hàn Phương Nhiên phải bỏ ra nhiều tiền để mời người đàn ông kia ăn cơm mà Đinh Dũng không khỏi xót xa. Lúc này ở bên trong căn phòng số 2, Hàn Phương Nhiên và trợ lý Tiểu Uông của cô ngồi vào bàn tròn. Bên cạnh là vài tên cấp dưới của Lão Trần, trên bàn được bày đủ các loại sơn hào hải vị nhưng không hề thu hút được ánh mắt của Lão Trần và mấy tên cấp dưới của Lão. Hi hi, không ngờ cô Hàn lại xinh đẹp và trẻ trung như vậy. Quả thật là người trẻ lại nhiều tài, Lão Trần xoa xoa tay, ánh mắt cứ thế liếc nhìn cơ thể Hàn Phương Nhiên. Mấy tên cấp dưới của Lão cũng không hề che đậy ý tứ trong đôi mắt. Nhìn Hàn Phương Nhiên và trợ lý Tiểu Uông như thể nhìn hai con cừu non vậy. Tiểu Uông nhỏ hơn Hàn Phương Nhiên 2 tuổi, đâu từng gặp cảnh tượng này bao giờ chứ. Khi bị đám đàn ông nhìn chằm chằm như vậy, cô cảm thấy rất khó chịu, nên huých tay vào Hàn Phương Nhiên, khẽ giọng nói, chị Hàn, bao giờ anh Đinh đến vậy? Nghe Tiểu Uông hỏi vậy, Hàn Phương Nhiên lắc đầu. Hiện giờ cô cũng cảm thấy hối hận vì đến đây nói chuyện hợp tác rồi. Đám người này vừa nhìn là biết toàn lũ giang hồ. Cô ứng phó không lại, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng cười, anh Trần quá khen rồi, em đâu có tài cán gì, em còn phải nhờ vào anh Trần nhiều. Ha ha ha, nói nghe hay lắm, hay lắm. Vừa nói, tay Lão Trần đột nhiên đặt lên vai Tiểu Uông, khẽ vuốt ve Tiểu Uông à, em ngồi bên này. Tiểu Uông toàn thân run rẩy nhưng không dám phản kháng. Chỉ có thể ấm ức nhìn về phía Hàn Phương Nhiên, có điều lúc này Hàn Phương Nhiên cũng chẳng còn cách nào khác. Cô phân vân vô cùng, chỉ muốn tố cáo đám người này nhưng cứ nghĩ đến hạng mục dự án vẫn cần chữ ký của tên lãnh đạo này mà cô không dám đắc tội. Ông nói xem ông cũng đã hơn 50 tuổi rồi thế mà lại muốn ra tay với một cô gái mới 20 tuổi đầu. Đinh Dũng vừa cười đắc ý vừa đi vào, ánh mắt anh nhìn Lão Trần rất nghiêm nghị, giọng nói lại lạnh lùng. Như cảm nhận được có người đi vào. Lão Trần vội thu tay lại. Lão ta cau mày nhìn Đinh Dũng, nạt nộ cậu là ai? Ai cho cậu vào đây, cút ra ngoài, thấy lãnh đạo tức giận, một người đàn ông tóc dài tuổi chừng 30 lập tức đứng dậy chỉ vào Đinh Dũng mà nạt nộ cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không hả? Lập tức cút ngay ra ngoài cho tôi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Đinh Dũng nheo mắt, trong ánh mắt anh rõ cái vẻ lạnh lùng, đảo mắt nhìn vào đám người một lượt. Cuối cùng dừng lại ở phía gã đàn ông tóc dài mà lạnh lùng nói, anh biết tôi là ai sao? Thấy Đinh Dũng đến, Hàn Phương Nhiên và Tiểu Uông thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó Hàn Phương Nhiên lại bắt đầu lo lắng. Nếu như Đinh Dũng và bọn họ xảy ra mâu thuẫn, hạng mục công trình không được thông qua, một mình Đinh Dũng và 5,6 người bọn họ mà gây gổ với nhau thì người thiệt chắc chắn là Đinh Dũng. Anh Trần, đây là chồng em, anh ấy là Đinh Dũng, nghĩ tới đây. Hàn Phương Nhiên vội liếc sang Đinh Dũng, sau đó cười và giải thích với Lão Trần, lần này anh ấy đến đây cùng với em, cùng nói chuyện về hạng mục công trình. Hừ, cô Hàn có ý gì vậy? Hàn Phương Nhiên còn chưa nói xong, Lão Trần đột nhiên hắng giọng. Đương lúc nào ta chuẩn bị làm khó thì thấy Ngụy Tiêu Tĩnh đằng sau Đinh Dũng nên mắt Lão ta đột nhiên sáng hẳn lên. Lão ta đổi chủ đề, nói cậu Đinh đến mà không nói tôi một tiếng, mau vào đây. Vừa nói. Lão Trần đưa mắt ra hiệu với mấy tên đàn em. Mấy tên kia lập tức nhường ra hai chỗ, nhưng hai chỗ đó lại cách xa nhau. Một chỗ ở bên cạnh Lão Trần, chỗ còn lại ở giữa mấy tên đàn em của Lão Trần. Thấy cảnh này, Đinh Dũng không khỏi cau mày. Anh nghiêng đầu sang bên, nói với Ngụy Tiêu Tĩnh, thế nào, lão quỷ này không biết em sao?
có lẽ ông ta đã từng gặp em. Ngụy Tiêu Tĩnh lẻ lưỡi, nói tiếp, bố em không cho em tiếp xúc với bọn họ, em mới chỉ gặp lão này một lần, không ngờ lão ta lại là một con quỷ háo sắc. Lần này về em sẽ tố cáo lão trước mặt bố em. Không cần, lão ta sẽ chết nhanh thôi, Đinh Dũng lạnh lùng, chỉ cần lão ta đụng tới Hàn Phương Nhiên thì anh sẽ cho lão biết thế nào gọi là sống không bằng chết. Sông có vảy ngược, hiện giờ Hàn Phương Nhiên chính là vảy ngược của Đinh Dũng, ai dám gây bất lợi cho Hàn Phương Nhiên thì chính là đụng vào vảy ngược của Đinh Dũng. Nói xong, Đinh Dũng sải bước đi, vỗ vào gã đàn ông bên cạnh Hàn Phương Nhiên, anh ngồi bên kia, tôi có chuyện cần nói với vợ mình. Cút, gã đàn ông kia mặt mày khó chịu nhìn Đinh Dũng chăm chăm mà nạt nộ. Thế nào, cô Hàn, hạng mục này cô có muốn được thông qua không? Lão Trần nheo mắt nhìn Hàn Phương Nhiên cười nói nhưng trong lời nói của ông ta rõ cái vẻ uy hiếp. Hạng mục này có thể hoàn thành hay không hình như không phải ông nói là được, đúng lúc này, Ngụy Tiêu Tĩnh đứng bên cạnh lên tiếng. Đinh Dũng nhướng mày, không quan tâm đến lão Trần mà cứ thế nhìn về phía Hàn Phương Nhiên, hỏi có chuyện gì vậy, em cần lão này làm gì? Không phải nói đã đàm phán xong cả rồi sao? Anh không hiểu lưu trình làm việc ở công ty. Tập đoàn Hàn Thị phụ trách về kiến trúc công trình xây dựng cho nên việc hợp tác với bất động sản Đỉnh Kim lần này, bộ phận thiết kế của tập đoàn sẽ phụ trách nhận thầu xây dựng cũng như việc tu sửa sau này. Hàn Phương Nhiên nhìn sang lão Trần, bặm môi nói tiếp. Hiện giờ ông ta gây khó dễ cho phòng công trình của chúng em. Dứt khoát không ký giấy tờ. Phòng công trình không thể thiết kế thi công theo như kế hoạch ban đầu, tới lúc đó nếu bất động sản Đỉnh Kim hỏi tội xuống thì... Việc này phía tập đoàn đều biết cả rồi chứ, Đinh Dũng cau mày. Theo lý mà nói thì tập đoàn Hàn Thị cũng được coi là có danh tiếng trong mảng kiến trúc ở thành phố Kim Châu, có hợp tác lâu dài với các phòng ban trong thành phố, sao có thể đột nhiên bị mắc hạng mục công trình như vậy được? Họ không biết, Hàn Phương Nhiên cười khổ lắc đầu, nói. Hiện giờ phía tập đoàn còn chưa biết việc em đã đàm phán xong xuôi với bất động sản Đỉnh Kim. Em muốn để mọi việc được sắp xếp ổn thỏa rồi thì ngày mai mới cho mấy người phía tập đoàn biết, nhưng nào ngờ. Việc này nên giao cho bọn họ làm, Đinh Dũng bất lực. Cái công ty này cũng không phải là của Hàn Phương Nhiên, cô không cần thiết phải làm quá nhiều cho công ty như vậy. Nhưng mà, nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Phương Nhiên tỏ vẻ do dự, cô còn chưa lên tiếng, Đinh Dũng đã lắc đầu, thể hiện cô không cần phải nói nhiều thêm, em yên tâm, ở đây có anh. Hạng mục công trình nhất định có thể tiếp tục triển khai. Anh và con gái lãnh đạo thành phố là bạn cùng học với nhau, sau đó Đinh Dũng sợ Hàn Phương Nhiên không yên tâm nên lại ghé sát tai cô nói nhỏ. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Phương Nhiên không khỏi ngỡ ngàng, cô nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Nếu không phải có rất nhiều người đang đứng ở đây thì cô cũng muốn hỏi xem sao ai cũng có thể là bạn anh được thế. Tiểu tử, tôi thấy hạng mục công trình của công ty các cậu có vẻ như không muốn tiếp tục nữa rồi. Lão Trần hắng giọng, nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Nếu bây giờ cậu biết điều thì mau cút đi, để mấy cô em này ở đây vui chơi với chúng tôi cho thỏa thích. Ha ha, tới lúc đó tâm trạng tôi tốt thì sẽ cho hạng mục công trình của các cậu được thông qua. Không ngờ lão Trần đến cả Ngụy Tiêu Tĩnh cũng không tha. Đinh Dũng tức tối, không lên tiếng nhưng nhìn sang Hàn Phương Nhiên. Hàn Phương Nhiên bặm môi, đột nhiên đứng bật dậy. Nhưng cô còn chưa lên tiếng thì Ngụy Tiêu Tĩnh ở bên đột nhiên chỉ thẳng vào lão Trần mà lớn giọng, ông bằng ấy tuổi rồi mà còn ác độc như vậy, lại còn đòi người ta vui chơi với ông cho thỏa thích. Ông còn lớn tuổi hơn bố tôi đấy, trông thì già khú ra mà còn vô liêm sỉ. Ngụy Tiêu Tĩnh chưa bao giờ chịu đựng nỗi sỉ nhục như thế này đâu, một lão già như vậy lại cứ thích chơi gái, và lại còn là cấp dưới của bố cô. Đúng là không muốn sống nữa rồi. Nhà đầu, nói lại lần nữa cho tao xem. Lão Trần đứng phát dậy chỉ thẳng vào Ngụy Tiêu Tĩnh mà nạt nộ. Được rồi, lúc này Hàn Phương Nhiên nắm chặt tay lớn giọng, phía công ty tôi không hề có bất cứ vấn đề gì ảnh hưởng đến hạng mục công trình này cả, tới lúc đó sẽ có người tới làm việc với ông và lãnh đạo của ông về việc này. Thất lễ rồi. Tiểu Uông, chúng ta đi, nói xong, Hàn Phương Nhiên vẫy tay với Tiểu Uông. Tiểu Uông đã không muốn ở lại đây từ lâu rồi, lúc này nghe Hàn Phương Nhiên nói vậy. Mặc dù cô vẫn còn thấy hơi sợ hãi nhưng cũng đứng dậy. Có điều, cô còn chưa bước đi thì đã bị lão Trần lôi phắt lại, ngồi phịch lên đùi lão. Á, Tiểu Uông giật mình, hét lên thất thanh, cố gắng vùng vẫy định đứng dậy. Thế nhưng lão Trần đâu cho cô cơ hội này. Lão ta cứ thế ấn vai Tiểu Uông, cười với vẻ mặt gian dảo, bắt bọn họ lại. Các người muốn làm gì, thả Tiểu Uông ra,
Hàn Phương Nhiên thất thần bụng miệng hét lên. Cũng không ngờ con người đang đứng trước mặt mình lúc này lại là loại mặt người dạ thú, trước mặt bao nhiêu người như thế này mà ông ta còn dám làm vậy. Cứu em với, chị Hàn, Tiểu Uông vùng vẫy, miệng không ngừng mắng chửi, bỏ tôi ra, ông là loại khốn khiếp, bỏ tôi ra. Thế nhưng một người yếu đuối như cô, làm sao có thể là đối thủ của lão Trần được? Chỉ dựa vào sức cô mà vùng vẫy thì chẳng có tác dụng gì, tay lão ta cứ thế thuận theo bờ vai của Tiểu Uông mà lướt xuống phía dưới. Đinh Dũng, mau chạy, mau đi báo cảnh sát, Hàn Phương Nhiên đẩy Đinh Dũng đi, nhưng nào ngờ cô còn chưa nói xong thì đã bị hai gã đàn ông lôi lại. Thấy cảnh này, Đinh Dũng nheo mắt lại, anh nhìn hai tên kia bằng con mắt lạnh lùng như thể đang nhìn hai kẻ sắp chết. Thằng kia, mau cút đi, dám đụng đến chuyện của bọn tao à, tao thấy mày, gã đàn ông kia vốn dĩ định nói tao thấy mày đang muốn chết đấy, chỉ đáng tiếc là mấy từ muốn chết đấy hắn còn chưa nói ra thì đã bị ăn một đấm ngay vào mồm. Máu trộn lẫn với răng cứ thế bắn vọt ra ngoài. Bỏ cô ấy ra, Đinh Dũng lên giọng. Gã đàn ông đang túm lấy vai Hàn Phương Nhiên định quay người đi thì bịch một tiếng, gã ta bay thẳng ra ngoài, nhìn Đinh Dũng với con mắt sợ hãi. Hắn ta đang định lên tiếng thì Đinh Dũng đã nheo mắt lại túm lấy cổ hắn. May, gã ta chỉ có thể nói ra đúng một từ là đã bị Đinh Dũng bóp chặt cổ, không có hơi mà nói tiếp. Sắc mặt hắn ta đỏ bừng lên. Hai tay nắm chặt lấy cổ tay Đinh Dũng, định vùng vẫy mà không có nổi sức. Hàn Phương Nhiên thấy thế thì sợ hãi, cô vội bụng miệng lùi về sau Đinh Dũng. Mắt nhòa nước. Thằng kia, bỏ cậu ta ra, lão Trần cũng biến sắc, lão ta đứng phát dậy chỉ vào Đinh Dũng mà nạt nộ, mày có biết cậu ta là ai không hả? Mày dám đánh cán bộ của nhà nước, mày đang phạm luật đấy. Ông mà còn biết đây là phạm luật sao? Đinh Dũng cười lạnh lùng. Phất tay với Ngụy Tiêu Tĩnh đang thử mặt đứng cạnh đó. Ngụy Tiêu Tĩnh thấy thế thì mới phản ứng lại, nhân lúc mọi người đang dồn hết sự chú ý về phía Đinh Dũng thì cô chạy ngay ra ngoài. Khi Ngụy Tiêu Tĩnh chạy ra thì mới có người phản ứng lại, giơ tay định chặn Ngụy Tiêu Tĩnh nhưng đáp lại hành động của hắn lại là cú đạp thép của Đinh Dũng. Đinh Dũng vùng tay hất tên kia bay ra ngoài, ngã trúng vào tường, sau đó anh lao như mũi tên lên phía trước. Kéo Ngụy Tiêu Tĩnh ra ngoài rồi mới theo đà đạp luôn vào bụng gã đàn ông đang đuổi tới. Bịch một tiếng, gã ta bay ngay ra khỏi đó. Có chuyện gì vậy? Đúng lúc này một nhân viên phục vụ chạy lại phía sau người này chính là ông chủ của Xuân Hương Lâu. Ông chủ Xuân Hương Lâu thấy cục diện trước mặt thì hết sức căng thẳng. Ông ta biết rằng trong căn phòng số 2 này đều là những nhân vật tai to mặt lớn. Trưa nay ông ta đã gặp Đinh Dũng và Ngụy Tiêu Tĩnh rồi. Còn mấy người mà Hàn Phương Nhiên mời tới cũng không phải dạng vừa. Ông ta thật sự không dám để Xuân Hương Lâu đắc tội người ta nữa đâu. Nhà hàng Xuân Hương Lâu của các ông làm ăn thế nào thế hả? Ai mà cũng cho vào được à, lão Trần hắng giọng, chỉ vào Đinh Dũng mà nạt nộ. Bắt thằng này lại cho tôi, nếu không Xuân Hương Lâu của các ông cũng đừng mong tồn tại nữa. Đây, ông chủ Xuân Hương Lâu mặt mày tái mét, ông ta nhìn sang Đinh Dũng mà không biết phải làm sao. Mặc dù ông ta không biết cụ thể thân phận của Đinh Dũng là gì nhưng một người có thể cùng dùng bữa với nhân vật tai to mặt lớn như Ngụy Kiến Quốc thì thân phận chắc chắn không hề đơn giản. Thế nhưng ông ta lại cũng không dám đắc tội với lão Trần, vì dù gì phòng xây dựng thành phố có muốn xử lý Xuân Hương Lâu của ông ta cũng là việc quá đơn giản. Ông chủ, ông chọn một trong hai đi, giúp ông ta hay là giúp tôi, Đinh Dũng phất phạt áo, vỗ vai ông chủ Xuân Hương Lâu, khóe miệng nhếch lên, mang theo sự châm chọc. Ông chủ Xuân Hương Lâu cũng không phải kẻ ngốc, Đinh Dũng đã nói câu này rồi thì ông ta buộc lựa chọn Đinh Dũng hoặc là lão Trần. Ông ta nghiến răng, phân vân một lúc rồi mới đưa ra kết luận, không thể đắc tội Đinh Dũng được. Mặc dù Đinh Dũng và lão Trần đều có thân phận không hề đơn giản, nhưng thân phận của Đinh Dũng thì ông ta thừa biết khủng tới mức nào. Đó là người có thể cùng dùng bữa với Ngụy Kiến Quốc. Mà Ngụy Kiến Quốc là ai chứ? Lão Trần trước mặt Ngụy Kiến Quốc cũng chẳng là cái thá gì. Cho nên ông ta biết mình cần làm gì rồi, thế là mặt mày ông ta nghiêm túc hẳn, ông ta lên giọng với lão Trần, làm gì thế hả? Dám ra tay với cả mấy cô gái thế này, các người có còn là đàn ông nữa không hả? Mọi người lên hết đi, đuổi hết đám người này cho tôi, nói xong mấy câu này, trán ông chủ Xuân Hương Lâu ướt đầm mồ hôi. Nghe vậy, Đinh Dũng cười đắc ý, anh khoanh tay chuẩn bị xem kịch hay. Còn Hàn Phương Nhiên và Tiểu Uông thì đứng sững ở một bên. Bọn họ không biết có chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nhìn ông chủ của Xuân Hương Lâu với bộ mặt cảm kích mà nói, đa tạ ông chủ ra tay cứu giúp.
Tôi là Hàn Phương Nhiên của tập đoàn Hàn Thị, lần này tôi nợ ông một tấm chân tình, sau này chỉ cần ông có việc cần giúp, cứ nói với tôi, Hàn Phương Nhiên cảm động, chắp tay nói. Vừa rồi cô hết sức tuyệt vọng, trong tay lão Trần có bao nhiêu người như vậy, hai người các cô căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu không phải Đinh Dũng, nghĩ tới đây, cô vội nắm chặt tay Đinh Dũng hỏi với giọng quan tâm, anh không sao chứ? Anh không sao, Đinh Dũng lắc đầu, giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên má Hàn Phương Nhiên, ân cần nói, em yên tâm, có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Ông chủ à, ông chắc chắn muốn ra tay với chúng tôi chứ, lúc này lão Trần chỉ vào ông chủ của Xuân Hương Lâu mà nạt nộ. Ông biết chúng tôi là ai không? Ông có biết người đứng trước mặt ông là ai không? Một cấp dưới của lão Trần chỉ vào ông chủ của Xuân Hương Lâu mắng chửi. Tôi thấy các ông không muốn tiếp tục kinh doanh nhà hàng này nữa rồi. Giờ bắt hết mấy người kia lại cho tôi, nếu không, ngày mai các đợi mà cút đi. Ông chủ Xuân Hương Lâu cau mày, ông ta biết mình chẳng còn đường lui nữa rồi, thế là ông ta bấm bụng chỉ vào đám người phía lão Trần mà gằn giọng, đuổi hết đám người này đi cho tôi. Tôi ghét nhất là loại khốn nạn dám ra tay với cả phụ nữ, lại còn là lũ dê xồm già khú đế nữa. Dứt lời, ông ta phất tay, cứ thể lại cho mấy nhân viên phục vụ xông lên. À, các người dám cả gan ra tay với viên chức nhà nước à? Các người đang chơi với lửa đấy, lão Trần ôm đầu. Ông ta bị mấy nhân viên phục vụ giáng cho vài phát đấm, tung cho mấy cú đạp, rồi bị đẩy ra khỏi phòng số 2. Ông ta cứ thế chạy điên cuồng về phía cửa sau đó mới quay đầu lại hét lớn, các người cứ đợi đấy cho tôi sẽ cho các người sống không bằng chết. Sau khi đuổi đám người phía lão Trần đi, ông chủ Xuân Hương Lâu mới tới trước mặt Đinh Dũng, nói với bộ mặt thê thảm, cậu Đinh, tôi đã cược cả tính mạng của Xuân Hương Lâu rồi, cậu không thể ngồi đó ngó lơ mà không màng được đâu. Ông yên tâm, ông ta nhất định không làm gì được ông đâu, Đinh Dũng cười nói, sau đó nhìn sang Ngụy Tiêu Tính, hỏi em quay chụp hết lại chưa? Em quay được một phần, từ khi vào phòng số 2 em đã ghi âm rồi, anh yên tâm, nghe Đinh Dũng hỏi. Ngụy Tiêu Tĩnh mới cười đắc ý. Em đảm bảo ông ta không sống yên được đâu, bố em ghét nhất là loại lạm dụng chức quyền. Nói tới đây, ông chủ Xuân Hương Lâu mới nhìn sang Đinh Dũng và Ngụy Tiêu Tĩnh mà thầm nhủ chẳng lẽ hai người còn không phải là lạm dụng chức quyền hay sao? Không sai, loại người này chính là con sâu trong xã hội, trừ khử sớm được lúc nào thì tốt lúc ấy. Đinh Dũng gật đầu, sau đó nhìn sang phía Hàn Phương Nhiên và Tiểu Uông đang còn thẫn thờ một góc. Anh khưa tay trước mặt hai người rồi mới nói, nào, để anh giới thiệu với hai em, bạn này là Ngụy Tiêu Tính, là bạn học của anh. Nói tới đây, Đinh Dũng bật cười, đương lúc anh định nói với Hàn Phương Nhiên rằng Ngụy Tiêu Tính chính là con gái của người đứng đầu thành phố Kim Châu thì đột nhiên Ngụy Tiêu Tính lùi sau hai bước, chắp tay, khom người, mặt mày nghiêm túc nói với Hàn Phương Nhiên, em chào cô. Hả, cô, Hàn Phương Nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn Đinh Dũng. Có chuyện gì vậy? Khụ khụ, là thế này. Ngày trước khi còn đi học cô ấy rất là ngốc nghếch, anh từng dạy cô ấy một khoảng thời gian cho nên cô ấy thích gọi anh là thầy giáo. Đinh Dũng ho một tràng, liếc mắt ra hiệu với Ngụy Tiêu Tính, sau đó nói tiếp cô ấy chính là bạn cùng học mà anh đã từng nói với em. Bố cô ấy chính là lãnh đạo ở thành phố này. Khi nói tới vài từ cuối cùng, Đinh Dũng khẽ giọng, bày ra bộ dạng sợ người khác nghe thấy. Thế nhưng Hàn Phương Nhiên nghe Đinh Dũng nói xong thì mặt mày không khỏi kinh ngạc. Cô vội nhìn sang Ngụy Tiêu Tính. Vừa rồi Đinh Dũng còn nói con gái của lãnh đạo thành phố chính là bạn học của anh. Không ngờ người đó lại chính là Ngụy Tiêu Tính. Hàn Phương Nhiên hít vào một hơi thật sâu, cố dặn ra nụ cười. Cậu Đinh, tôi, ông chủ Xuân Hương Lâu còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị ánh mắt ra hiệu của Đinh Dũng ngăn lại. Ông ta chỉ có thể nuốt những lời định nói vào trong. Không phải cuống, nhà hàng của ông không vấn đề gì đâu, Đinh Dũng cười rồi vỗ vai ông ta. Anh nhướng mày nói, tôi giúp ông nhiều như vậy, sau này ăn cơm thì miễn phí nhá. Hả, ông ta sững người, sau khi định thần trở lại, ông ta vội nói, miễn phí, nhất định là miễn phí rồi. Ha ha ha, vậy chúng tôi đi trước đây, nói rồi, Đinh Dũng liếc mắt sang Ngụy Tiêu Tính, kéo tay Hàn Phương Nhiên đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi Xuân Hương Lâu, Đinh Dũng bảo Ngụy Tiêu Tính lái xe đưa Tiểu Uông về trước, sau đó mới nói với Hàn Phương Nhiên, em yên tâm, có người bạn học này của anh thì hạng mục công trình sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Vâng, ngày mai tập đoàn có cuộc họp, Hàn Phương Nhiên gật đầu.
nhưng cô còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đã ôm cô vào lòng. Ngày mai anh đi cùng với em. Ngụy Tiêu Tĩnh ngồi ở ghế lái không khỏi rùng mình, vội thu ánh mắt về, bĩu môi. Đúng thật là xến xúa quá đi. Chẳng mấy chốc, Ngụy Tiêu Tĩnh đã lái xe về tới nhà mình. Cô hỏi, thầy ơi, mời hai người vào nhà em ngồi một lát. Hôm nay thì thôi, Đinh Dũng lắc đầu, anh đi xuống xe dặn dò, về đến nhà nhớ cho bố em nghe đoạn ghi âm đấy. Vâng ạ, thấy Đinh Dũng không có ý định vào nhà, Ngụy Tiêu Tĩnh mới bĩu môi trả lời với giọng tiêu nghỉu. Đinh Dũng không để ý đến Ngụy Tiêu Tĩnh nữa, ngồi vào ghế lái đạp ga, chỉ còn lại đường khói bay vụt về phía Ngụy Tiêu Tĩnh. Sau khi về đến nhà, Đinh Dũng vốn dĩ định chuồn luôn vào phòng ngủ nhưng không ngờ vừa vào đến nhà thì hai người đã bị Lâm Hồng Ngạn chặn cửa. Đinh Dũng, cậu đứng lại cho tôi, Lâm Hồng Ngạn chống nạnh, trừng mắt. Nghe nói cậu ở công ty cũng khoác lác lắm, nói để cho Hàn Phương Nhiên đi đàm phán hợp tác với phía bất động sản Đỉnh Kim. Vâng, Đinh Dũng cau mày, không ngờ bà ấy cũng biết đến việc này rồi, có điều anh còn chưa lên tiếng thì Hàn Phương Nhiên đã chủ động gật đầu, nói, là con tự nói, vì con muốn đàm phán lại với bất động sản Đỉnh Kim. Với lại, chúng con cũng đã, Hàn Phương Nhiên cười mỉm. Vốn dĩ cô định nói cô và Đinh Dũng đã đàm phán xong, nhưng cô còn chưa nói hết lời thì Lâm Hồng Ngạn đã cau mày quát nạt, đừng tưởng là mẹ không biết nó nói khoác rằng trong vòng 3 ngày sẽ đàm phán lại. Cậu bớt gây thêm phiền phức cho Phương Nhiên được không? Cái ngữ bỏ đi như cậu có phải là ngày ngày chẳng có việc gì làm nên rảnh quá rồi phải không? Cậu có biết hiện giờ con bé khó khăn lắm mới có chỗ đứng ở công ty, thế mà cậu còn gây thêm rắc rối cho nó. Ngày mai là hạn chót rồi, tôi xem cậu làm thế nào, Lâm Hồng Ngạn tức tối dậm chân thình thịch. Bà ta nghiến răng, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Đinh Dũng đi cho rồi. Mẹ, mọi việc đã giải quyết xong rồi, nghe Lâm Hồng Ngạn nói vậy, Đinh Dũng mới khoát tay, bất lực. Mẹ cũng biết Phương Nhiên khó khăn lắm mới có chỗ đứng trong công ty. Có kế sách thì mới có thể trấn áp được những con người đầy mưu mô ở tập đoàn, cho nên con mới ra hạ sách này. Thế nhưng mẹ yên tâm về nguồn vốn hợp tác thì con và cô ấy đã đàm phán xong xuôi rồi, Đinh Dũng cười nói, muốn để Lâm Hồng Ngạn nghe xong thì yên tâm hơn. Thật sự đã đàm phán xong rồi sao, Lâm Hồng Ngạn có vẻ không dám tin, bà ta nhìn chằm chằm vào Hàn Phương Nhiên. Hàn Phương Nhiên gật đầu, hai tay đặt trên vai Lâm Hồng Ngạn. Vừa xoa bóp vừa nói, con và Đinh Dũng đã đàm phán xong rồi, ngày mai mẹ đợi xem là biết. Hừ, cho dù đàm phán xong thì cũng là do con đàm phán được, có liên quan gì đến cậu ta, Lâm Hồng Ngạn lên giọng nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt khó chịu. Con không cần phải bênh vực cậu ta có cái tài cán gì chẳng nhẽ mẹ lại không biết hay sao. Mẹ, là Đinh Dũng và con cùng, Hàn Phương Nhiên định giải thích nhưng cô chưa nói xong thì Lâm Hồng Ngạn đã ngắt lời. Được rồi. Được rồi, được rồi. Cả một ngày mệt mỏi rồi, con mau về nghỉ ngơi đi. Hai ngày nay mẹ nghe ngóng về chủ nhân của chiếc xe sang ở tầng dưới, thế nhưng mãi vẫn chưa dò ra được nó rút cục là của ai, vừa nói Lâm Hồng Ngạn vừa đưa mắt nhìn xuống phía dưới tầng với con mắt đầy tiếc nuối. Một chiếc xe tốt như vậy, thế mà để ở khu nhỏ bé này cũng tới 3, 4 ngày rồi. Đúng thật là phí của. Mẹ thích cái xe đó lắm sao, Đinh Dũng nhướng mày. Anh định nói với Lâm Hồng Ngạn chiếc xe đó là của mình, nhưng anh suy nghĩ một lát rồi lại bỏ luôn cái ý định ấy đi. Bởi vì anh còn nói thì bà ta cũng sẽ chẳng tin, chắc chắn sẽ cho rằng anh đang nói khoác. Nhiều lời, cậu có biết cái xe đấy bao nhiêu tiền không? Cái xe ấy phải có giá lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ, cả đời này của cậu đến cái bánh xe còn mua không nổi đâu, Lâm Hồng Ngạn nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt khinh thường. Càng nhìn bà ta lại càng thấy khó chịu. Thế rồi bà ta khoát tay, tức tối gằn lên, mau cút đi, thấy cậu là tôi đã thấy khó chịu rồi. Nghe Lâm Hồng Ngạn nói vậy, Đinh Dũng không khỏi cau mày. Hàn Phương Nhiên thấy vậy thì ôm lấy cánh tay anh, khẽ giọng, anh đừng giận nhé, hiện giờ mẹ em đang trong độ tuổi tiền mãn kinh nên tính khí có hơi thất thường. Anh không sao, nghe Hàn Phương Nhiên nói vậy, Đinh Dũng chợt cảm thấy ấm lòng hơn. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc đi về phòng. Còn Hàn Phương Nhiên thì cúi đầu về phòng mình. Không biết cô nghĩ gì nhưng mặt lại hơi đỏ lên. Cốc, cốc, cốc. Đinh Dũng vừa ngồi xuống thì cửa phòng có ai gõ. Anh mở cửa thì trông thấy Hàn Phương Nhiên mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt đứng ở cửa. Đinh Dũng lặng người, hỏi, đêm hôm thế này em còn không ngủ, có việc gì vậy? Em, đèn ngủ phòng em hỏng rồi. Anh có thể giúp em sửa nó được không? Hàn Phương Nhiên cúi đầu,
ánh mắt của cô có vẻ né tránh, không dám nhìn thẳng vào Đinh Dũng. Mặc dù Đinh Dũng trông cử chỉ của Hàn Phương Nhiên có kỳ quặc nhưng anh vẫn gật đầu, nói, được rồi, để anh xem. Sau đó Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên tới phòng cô. Căn phòng của Hàn Phương Nhiên trông rất đáng yêu, nền tường được sơn màu hồng, lại còn treo không ít ảnh tự sướng của cô. Đinh Dũng nhìn bóng đèn đang phát ra ánh sáng chói mắt, hỏi Hàn Phương Nhiên với giọng thắc mắc, không phải bóng đèn vẫn dùng tốt sao? Hả, thật kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng nó không sáng, Hàn Phương Nhiên bày ra bộ mặt kinh ngạc, sau đó cô đóng sầm cửa lại. Đinh Dũng thấy Hàn Phương Nhiên đóng cửa thì không khỏi giật mình, lại nhìn khuôn mặt ửng đỏ và có vẻ xấu hổ của cô mà anh chợt hiểu ra điều gì đó. Đinh Dũng thấy thế cũng không khỏi trộn rộn trong lòng. Rõ ràng vừa rồi nó không hề sáng, hay là tối nay anh ngủ ở đây đi, xem nó có bị hỏng hay không, Hàn Phương Nhiên cúi đầu, mặt mày xấu hổ thấy rõ. Trong bộ dạng đó của cô, Đinh Dũng thật sự rất buồn cười. Anh đột nhiên ôm chầm lấy Hàn Phương Nhiên, nói, nhớ chồng thì cứ nói mà, làm sao mà cứ phải lòng vòng thế kia chứ. Anh đúng là đồ lưu manh, giọng Hàn Phương Nhiên càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì chẳng nghe thấy tiếng cô nói gì nữa. Hi hi, đợi lát nữa anh sẽ cho em biết thế nào mới gọi là lưu manh, Đinh Dũng cười sảng khoái, chân anh khẽ vung, đôi giày cứ thế văng vào công tắc trên tường, bóng đèn chợt tắt ngúm. Căn phòng chìm vào bóng tối. Sáng hôm sau Hàn Phương Nhiên đi lại trông cũng có phần khác thường. Đinh Dũng nhìn chiếc ga giường có vệt màu đỏ, trong lòng anh sung sướng vô cùng. Lần này đúng là được hời lớn rồi. Vừa nghĩ, Đinh Dũng vừa bật dậy khỏi giường. Mới đi ra khỏi phòng ngủ là đã thấy Lâm Hồng Ngạn đang cau mày hỏi Hàn Phương Nhiên với vẻ quan tâm. Nhiên Nhiên, con làm sao thế? Chân đau sao? Bà ta vừa dứt lời thì trông thấy Đinh Dũng đi từ phòng của Hàn Phương Nhiên ra. Mặt bà ta biến sắc, còn Hàn Phương Nhiên thì đỏ mặt, vội nói con đi vệ sinh lát. Con đi đánh răng, Đinh Dũng bấm bụng nói. Đinh Dũng, cậu là tên khốn khiếp, trong phòng khách hãy còn văng vẳng giọng nói chua ngoa của Lâm Hồng Ngạn. Mẹ, chúng con tới công ty trước đây, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên không ở nhà lâu thêm nữa. Cả hai vội xuống tầng, đằng sau hãy còn văng vẳng tiếng nói của Lâm Hồng Ngạn. Đinh Dũng, tên trời đánh, đợi cậu về thì tôi tính sổ với cậu. Ra khỏi nhà, Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên trốn luôn vào xe, lúc này cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Đinh Dũng nhìn Hàn Phương Nhiên, nhẹ nhàng nói, em không sao chứ? Hay là em ở nhà đi, anh tới tập đoàn một mình, Đinh Dũng tỏ ra hết sức ân cần. Cũng không thể trách anh hết được, Hàn Phương Nhiên liếc Đinh Dũng một cái, bĩu môi nói, em cũng không muốn ở nhà nghe mẹ nói nhiều đâu, anh mau lái xe đi. Chẳng còn cách nào khác, Đinh Dũng chỉ có thể lái xe đưa Hàn Phương Nhiên cùng tới tập đoàn Hàn Thị. Vừa xuống xe liền thấy Hàn Hàn và bố của hắn ta là Hàn Thành Phú đang đứng ở cửa. Sau khi nhận ra Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên, cả hai đột nhiên bật cười lạnh lùng. Không ngờ hai người còn dám đến tập đoàn, Hàn Hàn hắng giọng nhìn Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên, cố ý hỏi. Hết ba ngày rồi, không biết cả hai người xử lý việc kia thế nào rồi. Đa tạ anh họ quan tâm, đợi lát nữa tới phòng họp, Phương Nhiên đương nhiên sẽ báo cáo kết quả cho mọi người rồi. Hàn Phương Nhiên khẽ cười, nhìn Hàn Hàn với ánh mắt hết sức khiêm nhường. Hàn Hàn trông khó coi hơn hẳn. Sự thể hiện của Hàn Phương Nhiên không giống như trong tưởng tượng của hắn ta. Nhẽ ra lúc này Hàn Phương Nhiên phải lo lắng thất thần vì không hoàn thành nhiệm vụ mà ông nội giao phó mới phải. Lẽ nào cô ta không lo lắng sao? Không cần anh phải bận tâm, bác cả à, chúng cháu vào trước đây, Đinh Dũng cũng bật cười, vẫy tay với Hàn Thành Phú. Hừ, xem chú mày có thể đeo cái bộ mặt nạ ấy đến bao giờ, thấy bóng Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên đi rồi, Hàn Hàn tức tối hằn học ném lại một câu. Nghe con trai nói vậy, Hàn Thành Phú liền cau mày, vỗ vai Hàn Hàn, nói con nhìn xa hơn một chút đi, hai đứa chúng nó chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu. Hôm nay bố sẽ thiết kế cho bọn nó cút khỏi đây, không ai có thể tranh giành vị trí đứng đầu với con được. Con cảm ơn bố, Hàn Hàn vội gật đầu, nói năng lễ phép. Hàn Hàn có được cuộc sống như ngày hôm nay đều là do bố hắn Hàn Thành Phú tạo dựng, do vậy mà mặc dù Hàn Hàn ngông cuồng với người khác nhưng lại không dám bất kính với bố mình. Được rồi, vào phòng họp thôi, Hàn Thành Phú gật đầu, ánh mắt ông ta mang theo cái nhìn khác thường. Ông ta muốn xem Hàn Phương Nhiên rốt cục đang giở trò gì. Lúc này, bên trong phòng họp đã kín người.
Mọi người đang chờ đợi sự xuất hiện của Hàn Phương Nhiên. Không ai có thể ngờ tới rằng nếu như Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên không giành được hạng mục, không có tiền đầu tư thì cả tập đoàn Hàn Thị sẽ ra sao? Sao Hàn Phương Nhiên còn chưa tới? Không phải cả hai người bọn họ sợ rồi chứ, có người đến phòng họp từ sớm nhưng không thấy bóng dáng Hàn Phương Nhiên và Đinh Dũng đâu nên không khỏi thắc mắc. Hừ, chắc chắn là sợ chủ tịch trách tội nên không dám đến rồi. Làm sao có thể đàm phán lại với bất động sản đỉnh kim được, phần lớn mọi người đều không đánh giá cao Hàn Phương Nhiên. Dù sao thì một tập đoàn lớn mạnh như bất động sản đỉnh kim đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp đồng thì sao có thể đàm phán hợp tác lại một lần nữa với Hàn Phương Nhiên được. Hành động đó chẳng khác gì tự tát vào mặt mình. Chủ tịch đến rồi, lúc này, Hàn Tông Khôn đi vào phòng họp. Thấy phòng họp đã kín người, ông ta ho một tiếng rồi mới ngồi vào vị trí đầu tiên. Ông ta đảo mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, phát hiện Hàn Phương Nhiên không có ở đây thì cau mày, hỏi Phương Nhiên còn chưa tới sao? Chưa ạ, chúng con đến đây từ rất sớm nhưng không thấy bóng dáng con bé đâu, Hàn Thành Quý lắc đầu. Có lẽ con bé chưa hoàn thành được nhiệm vụ mà bố giao cho nên không dám đến rồi. Nghe vậy, Hàn Tông Khôn cau mày thật sâu. Hiện giờ tập đoàn Hàn Thị đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Có lẽ rất khó để vượt qua được khó khăn lần này, rất có khả năng sẽ phá sản. Thế mà lúc này mấy đứa con của ông ta lại thể hiện như vậy. Điều đó khiến Hàn Tông Khôn không khỏi thất vọng. Ông à, sáng nay cháu còn thấy hai em ấy đến đây rồi. Bây giờ lại chẳng thấy bóng người đâu. Cháu nghĩ là cả hai đứa chưa hoàn thành nhiệm vụ, không biết phải đối diện với ông thế nào, Hàn Hàn nhếch miệng nói với giọng hả hê. Quả nhiên, hắn ta vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng họp lập tức xôn xao hẳn lên. Hàn Phương Nhiên đúng là không đáng tin. Đúng vậy, không có khả năng ấy thì đừng có nói khoác lên làm gì. Tôi xem cô ta thu dọn tàn cuộc thế nào. Hừ, không phải đang lãng phí thời gian của chúng ta hay sao? Cả đám người lần lượt bàn tán. Bọn họ đều chĩa mũi dùi về phía Hàn Phương Nhiên. Rõ ràng sự xuất hiện của Hàn Phương Nhiên ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của bọn họ, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không nóng lòng muốn đá cô ra khỏi tập đoàn. Chủ tịch, tôi thấy Hàn Phương Nhiên lừa mọi người rồi, cô ta đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty. Một con sâu mọt như vậy nên bị trừ khử đi, đột nhiên quản lý tài vụ đứng ở phía sau lên tiếng. Ông ta không phải người nhà họ Hàn mà là nhân viên lâu năm của tập đoàn Hàn Thị. Hiện giờ ông ta lên tiếng như vậy cho nên lời nói rất có trọng lượng. Nghe quản lý tài vụ nói vậy, Hàn Tông Khôn liền cau mày, đương lúc ông ta định lên tiếng thì có hai người vội vàng đi từ cửa vào. Xin lỗi các vị, chúng tôi đến muộn rồi, Hàn Phương Nhiên tay cầm tập hợp đồng, cùng với Đinh Dũng bước vào. Hừ, cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi, Hàn hắng giọng, hắn ta nhìn Hàn Phương Nhiên mà nói với giọng khó chịu. Vậy thì giải thích với chủ tịch đi. Tại sao lại không hoàn thành nhiệm vụ mà chủ tịch giao? Tôi mạo muội đoán một chút nhé. Nhiệm vụ đàm phán hợp đồng của tôi và Phương Nhiên cũng như tìm nguồn vốn, anh căn bản không mong muốn chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ phải không? Có thể giải thích lý do rằng anh không muốn tập đoàn nhận được nguồn vốn đầu tư. Anh đúng là lòng lang dạ sói, giọng Đinh Dũng càng ngày càng lớn dần, anh nói rõ ràng rành mạch, chụp mũ cho Hàn Hàn. Cậu, Hàn Hàn đứng bật dậy nhưng không biết phải phản bác lại làm sao. Đúng lúc này Hàn Thành Phú vỗ bàn, nhèo mắt nhìn Đinh Dũng mà nạt nộ, Hàn Hàn, ngồi xuống, trong phòng họp mà cãi vã đấu khẩu thì còn ra thể thống gì nữa. Dễ Hiền nói hoàn thành nhiệm vụ rồi, vậy thì cháu lấy bằng chứng ra để chứng minh đi, nói xong, Hàn Thành Phú nhìn Đinh Dũng cười lạnh lùng. Ông ta lại muốn xem Đinh Dũng rốt cuộc đang dở trò gì. Buồn cười chết mất, nếu cậu ta mà có thể đàm phán được việc hợp tác thì hôm nay Hàn Hàn tôi đây sẽ bỏ ra khỏi phòng họp này. Hàn Hàn hắng giọng nhìn Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên. Đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi, vậy thì lấy bằng chứng ra đi. Nếu không lấy được bằng chứng thì tự giác một chút, cút ra khỏi đây đi. Phương Nhiên, cháu đàm phán được rồi sao? Hàn Tông Khôn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt ông ta đong đầy hy vọng. Nếu như Hàn Phương Nhiên có thể đàm phán thành công hạng mục này, vậy thì cửa ải khó khăn của tập đoàn Hàn thì coi như được giải quyết rồi. Chỉ cần có thể hợp tác được với bất động sản đỉnh kim thì vấn đề về nguồn vốn không còn quan trọng nữa. Vì đằng sau bất động sản đỉnh kim chính là nhà họ Kim ở Giang Nam. Một doanh nghiệp có thể hợp tác với nhà họ Kim ở Giang Nam thì chẳng có ngân hàng nào là không muốn cho vay cả. Chủ tịch, ông đánh giá cao bọn họ quá rồi, Hàn Hàn không cảm nhận được tâm trạng của Hàn Tông Khôn,
hắn ta lại nói tiếp. Bọn họ mà hoàn thành được nhiệm vụ, cháu không chỉ có thể bò từ đây ra ngoài, mà vị trí người phụ trách hạng mục, cháu cũng không tranh giành với Phương Nhiên nữa. Chủ tịch, cũng may cháu không làm ông thất vọng, không quan tâm tới Hàn Hàn, Hàn Phương Nhiên hợp đặt đồng trong tay lên mặt bàn, đẩy về hướng Hàn Tông Khôn. Đây chính là hợp đồng mới mà cháu vừa đàm phán với phía bất động sản đỉnh kim. Không chỉ hạng mục trước đó chúng ta có thể tiếp tục xây dựng mà chúng ta còn có thể khai thác thêm khu vực mới. Mời ông xem ạ, Hàn Phương Nhiên cười nói. Thế nhưng cô vừa dứt lời, cả phòng họp chìm vào im lặng. Hàn Tông Khôn cũng thẫn thờ. Ông ta nhìn bản hợp đồng, ánh mắt đầy cảm kích, vội cầm hợp đồng lên. Cái gì, không thể nào, nụ cười trên môi Hàn Hàn biến mất. Hắn đứng bật dậy, vẻ mặt không sao tin nổi. Hàn Thành Phú cũng biến sắc, vốn dĩ ông ta đã lên kế hoạch xong xuôi. Nhân cơ hội này đẩy Hàn Phương Nhiên ra khỏi tập đoàn, nhưng không ngờ Hàn Phương Nhiên lại giành được hợp đồng về tay. Chủ tịch, đây không phải thật chứ ạ? Hàn Hàn mặt mày không sao tin nổi. Hắn hỏi với giọng thăm dò. Hàn Tông Khôn mặt mày cảm kích, ông ta hợp đồng một lượt, nhận ra trên bản hợp đồng có đóng dấu của bất động sản đỉnh kim. Được, Hàn Tông Khôn nói liền ba từ, sau đó mới nhìn sang Hàn Phương Nhiên, cười nói. Phương Nhiên, cháu làm tốt lắm. Lần này công ty vượt qua khó khăn là nhờ có cháu cả đấy, Hàn Thành Phú khen Hàn Phương Nhiên trước mặt mọi người. Không thể nào, tuyệt đối không thể, Hàn Hàn kích động lên tiếng. Mặc dù hắn ta không muốn tin, nhưng lại không thể không thừa nhận lần này Hàn Phương Nhiên thắng rồi. Sao lại không thể, bên trên còn đóng dấu của tập đoàn bất động sản đỉnh kim, còn có thể là giả sao, lúc này Hàn Thành Văn mới đứng dậy đảo mắt một lượt. Tập đoàn Hàn Thị thành lập bao nhiêu năm như vậy đều dựa vào sự nỗ lực của những nhân tài. Thừa nhận người khác giỏi lại khó thế sao? Phương Nhiên là tấm gương. Xong rồi, Hàn Thành Phú cũng tối sầm mặt lại. Đúng lúc này, Hàn Châu Nhi đột nhiên đứng dậy cười nói, vừa rồi không phải có người nói nếu Hàn Phương Nhiên để giành được hạng mục lần này thì anh ta sẽ bỏ ra khỏi phòng họp sao? Sao bây giờ lại không thấy động tĩnh gì nữa thế? Nghe Hàn Châu Nhi nói vậy, Hàn Hàn mặt mày hầm hầm. Hắn ta chỉ vào Hàn Châu Nhi mà nạt, muốn Hàn Hàn tôi quỳ xuống à? Nằm mơ đi. Ồ, nói vậy là anh nói lời không giữ lời rồi, Hàn Châu Nhi nhếch miệng châm chọc. Cô ta không phải muốn trông thấy cảnh Hàn Hàn quỳ xuống rồi bò ra ngoài mà chỉ là muốn nhân cơ hội này cho Hàn Hàn bớt cái thói kiêu căng ngạo mạn thôi. Nói xong, cô ta cảm thấy hả hê hơn hẳn. Hàn Hàn ngồi tại vị trí. Đột nhiên hắn ta nhớ ra trước đó Đinh Dũng có nói về việc tìm nguồn vốn nên hắn liền đứng bật dậy, lên tiếng, cho dù hai người có đàm phán được hợp đồng thì đã sao nào. Hiện giờ vốn của tập đoàn bị đứt đoạn, không phải hai người đã đồng ý với chủ tịch là đàm phán với ngân hàng về việc vay vốn hay sao, Hàn Hàn tự cho rằng mình thông minh nên nói giọng ngang ngược coi thường. Hàn Thành Phú cau mày thở dài, nhìn Hàn Hàn bằng con mắt tức giận như muốn bảo hắn ta ngồi xuống, đừng làm mất mặt ông ta thêm nữa. Thế nhưng Hàn Hàn hiện giờ bị ép tới mức này, hắn ta đâu còn lý trí nữa. Hắn ta chỉ vào Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên, ban đầu chủ tịch giao cho hai người hai nhiệm vụ. Nếu như một nhiệm vụ không hoàn thành, vậy thì mau ra khỏi tập đoàn này đi. Nghe Hàn Hàn nói vậy, Đinh Dũng không khỏi cau mày, trong mắt anh rõ cái nhìn sắc lạnh. Im miệng, đúng lúc này, Hàn Tông Khôn đột nhiên quát nạt. Tiếng gần này của chủ tịch đột nhiên khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Căn phòng họp yên tĩnh hẳn lại, không ai dám nói thêm nửa lời. Phương Nhiên cống hiến cho công ty bao nhiêu như vậy, cháu còn ở đấy mà thừa cơ hãm hại, nó là em họ cháu đấy, Hàn Tông Khôn tức giận quát mắng Hàn Hàn. Cháu, thấy ông nội quát tháo như vậy, Hàn Hàn sững người. Thế nhưng đúng lúc này, Đinh Dũng đột nhiên lãnh đạm nói, thôi được rồi, chúng ta cũng không cần phải tính toán cho một người nói lời không giữ lời như vậy nữa. Chủ tịch. Cháu và Hàn Phương Nhiên đã đàm phán xong xuôi với Ngân hàng Phát triển Kim Châu, hợp đồng cũng đã ký, tiền sẽ về tài khoản của tập đoàn sớm thôi. Cháu nghĩ việc này phía tài vụ có lẽ đã biết rồi thì phải, Đinh Dũng vừa nói vừa đưa bản hợp đồng trong tay tới trước mặt Hàn Tông Khôn, sau đó nhìn sang quản lý tài vụ. Nghe Đinh Dũng nói vậy, người quản lý tài vụ chợt tái mặt. Ông ta đâu biết đến việc này chứ? Vừa rồi ông ta còn đề nghị nếu như Hàn Phương Nhiên không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ gạch tên cô ra khỏi danh sách nhân viên trong tập đoàn. Hàn Tông Khôn thấy Đinh Dũng đẩy bản hợp đồng tới thì cũng sững người. Có điều ông ta rất nhanh chóng đã phản ứng lại,
Ông ta vội mở bản hợp đồng. Khi nhìn thấy con dấu của Ngân hàng Phát triển Kim Châu cũng như số tiền lên đến 1 tỷ nhân dân tệ thì ông ta thẫn thờ. Không ngờ hai cháu lại giỏi như vậy. Đến việc vay vốn mà cũng có thể đàm phán được, Hàn Thành Văn ngạc nhiên, giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng. Ông ta nói với Đinh Dũng, Đinh Dũng, trước đây là chú nhìn nhầm cháu rồi. Cháu làm tốt lắm. Lần này nếu như không phải có hai cháu thì e rằng tập đoàn lâm nguy rồi, Hàn Thành Văn từ trước đến giờ không đứng về phía nào, ông ta luôn dốc sức vì tập đoàn. Nghe Hàn Thành Văn nói vậy, Đinh Dũng mới xua tay, nói, đây đều là công lao của Phương Nhiên cả, cháu chỉ giúp cô ấy thôi. Hàn Thành Phú thấy vậy thì mặt tối sầm cả lại, ông ta nắm chặt tay nhìn Đinh Dũng chằm chằm, chỉ có thể nghiến răng bấm bụng nuốt cho trôi cục tức này. Được lắm, Hàn Tông Khôn gật đầu. Ông ta nhìn Hàn Phương Nhiên, nói ta nói được làm được, hợp đồng cháu đã đàm phán được thì hạng mục với bất động sản đỉnh kim sẽ giao cho cháu phụ trách. Tất cả mọi người trong công ty đều phải nghe theo sự điều tiết và chỉ đạo của cháu, câu này của Hàn Tông Khôn có nghĩa là giao toàn quyền cho Hàn Phương Nhiên. Mãi tới lúc này, Hàn Phương Nhiên mới có được chút thực quyền ở tập đoàn Hàn Thị, lời nói của cô lúc này mới có chút trọng lượng. Vâng, cháu cảm ơn chủ tịch đã tín nhiệm. Cháu nhất định sẽ không phụ sự mong mỏi của ông ạ. Nghe Hàn Tông Khôn nói vậy, Hàn Phương Nhiên cảm kích gật đầu. Sau khi bước ra khỏi phòng họp, Hàn Phương Nhiên còn không dám tin hiện giờ mình có quyền điều tiết nhân lực của toàn bộ công ty. Một quyền lợi lớn như vậy rõ ràng là dưới một người mà trên cả vạn người. Lúc này Đinh Dũng trông thấy Hàn Hàn thất thần đi ra khỏi phòng họp thì chợt nghĩ ra gì đó. Anh vội nói với Hàn Phương Nhiên, vợ à. Hạng mục hợp tác với bất động sản đỉnh kim có một ý nghĩa vô cùng lớn lao, cần phải cử một người giám sát và quản lý. Anh thấy chi bằng cử anh ta đi. Ý cậu là gì hả? Tôi nói cho cậu biết, tôi không đi đâu, nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Hàn với vẻ mặt thất thần chợt tái mét cả lại. Hàn Hàn là thành viên hội đồng quản trị, ngày thường hắn chẳng làm gì cả, cũng chỉ lượn lờ phòng nọ phòng bên kia là đã có thể lấy về mức lương rất hậu hĩnh rồi. Và lại hắn còn giữ chức phó phòng mua hàng cho nên vơ vét cũng không phải hạng vừa. Hiện giờ Hàn Phương Nhiên điều hắn ta tới giám sát quản lý công trình, Hàn Hàn đương nhiên sẽ không làm. Tự dưng lại bỏ một công việc nhàn hạ lương cao đi đến giám sát quản lý công trình, ngày ngày vùi đầu vào bụi bẩn. Trừ phi não hắn ta có vấn đề, nếu không thì hắn sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Thế nhưng có một số việc không phải cứ không đồng ý là không cần phải làm. Đi hay không đi là việc của anh. Hàn Phương Nhiên tươi cười chỉ về phía trước. Em sẽ nói với chủ tịch hội đồng quản trị, tới lúc đó, nếu anh không đồng ý đi giám sát công trình thì có thể từ chức về nhà. Cô, nghe Hàn Phương Nhiên nói vậy, Hàn Hàn phẫn nộ chỉ vào mặt cô. Cô đừng có mà ức hiếp người quá đáng. Chức vụ của anh đã có người mới chọn rồi, Hàn Phương Nhiên nhếch miệng cười, lãnh đạm nói. Hiện giờ anh có thể tới phòng nhân sự để báo danh rồi. Nói xong. Hàn Phương Nhiên không quan tâm tới Hàn Hàn nữa, cô cùng Đinh Dũng ra khỏi phòng họp. Cô cứ đợi đấy cho tôi xem cô đắc ý được bao lâu, Hàn Hàn nhìn bóng Hàn Phương Nhiên hằn học ném lại một câu. Ồ, xem ra anh họ tới công trường phơi nắng phơi gió rồi. Vừa hay ở đây em có kem chống nắng, anh có cần lấy một lọ không, thấy Hàn Phương Nhiên trừng trị Hàn Hàn, Hàn Châu Nhi cũng đi tới thêm mắm dặm muối. Ôi ôi ôi, đúng là nực cười. Cút, Hàn Hàn nghiến răng. Hừ, cho thể diện mà không biết giữ, Hàn Châu Nhi hắng giọng. Cô nhìn Hàn Hàn cười lạnh lùng, còn tưởng rằng mình là đại thiếu gia như trước kia nữa cơ. Anh của bây giờ cũng chỉ là tên bỏ đi mà thôi. Lúc này, Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên đã quay về văn phòng. Lần này cả hai người lập được công lớn, Hàn Phương Nhiên đã có chỗ đứng vững chắc ở tập đoàn Hàn Thị, và lại đây cũng là lần đầu cô có thực quyền trong tay trừng trị Hàn Hàn. Cảm giác này mới thoải mái làm sao. Buổi sáng, Đinh Dũng nhận được tin nhắn của vợ chồng Tống Trường Quân. Bọn họ đã nhận được tiền đền bù nên muốn mời Đinh Dũng ăn một bữa cơm để bày tỏ lòng cảm ơn. Có điều Đinh Dũng lại không đồng ý. Anh chỉ đáp lại là chuyện nhỏ thôi. Vốn dĩ Đinh Dũng giúp đỡ hai vợ chồng Tống Trường Quân là vì tấm chân tình trước đó Tống Trường Quân đã cứu anh. Hiện giờ giữa hai bên không ai nợ ai nữa. Hai vợ chồng Tống Trường Quân là người bình thường. Ít tiếp xúc với anh thì tốt hơn, nếu không, lỡ có xảy ra chuyện gì, gặp kẻ nào có ý đồ không tốt thì rất dễ liên lụy đến hai vợ chồng họ. Còn Thiên Thiên, sau này lớn lên, nếu như muốn vào con đường tu hành, có đôi mắt thần đó, Đinh Dũng cũng không ngại dẫn dắt cô nhập môn.
thành tựu sau này chắc chắn sẽ không thể thấp kém được. Em đã có chỗ đứng trong tập đoàn rồi, hiện giờ là lúc ổn định thế lực. Đinh Dũng đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa. Anh không làm phiền em nữa. Vậy anh đi đâu làm gì? Nghe vậy, Hàn Phương Nhiên hỏi lại với vẻ mặt thắc mắc. Anh định tới trường đại học thăm Tiểu Tuyết. Lâu rồi anh còn chưa tới thăm con bé. Đinh Dũng nhướng mày nhìn Hàn Phương Nhiên. Hàn Phương Nhiên liếc Đinh Dũng một cái nhưng rồi cũng gật đầu, sau đó rút ra một cái thẻ từ trong túi, nói chắc là anh cũng không có nhiều tiền. Trong thẻ tín dụng này vẫn còn 100.000 nhân dân tệ. Anh lấy số tiền này mà mua quần áo cho Tiểu Tuyết. Ừ, vậy anh thay Tiểu Tuyết cảm ơn chị dâu trước nhé. Mặc dù Đinh Dũng có cả thẻ thanh toán quốc tế nhưng không phải bất cứ chỗ nào cũng có thể quẹt. Nó không tiện bằng thẻ nội địa, thế nên Đinh Dũng vẫn nhận lấy thẻ. Dù sao thì Đinh Dũng cũng thấy rằng đồ của Hàn Phương Nhiên chính là đồ của anh. Đương nhiên nếu như Hàn Phương Nhiên có ngày nào đó cần đến anh thì Đinh Dũng nhất định sẽ không do dự đem toàn bộ tài sản của mình giao cả cho cô. Nhiều lời lắm cơ, Hàn Phương Nhiên liếc nhìn Đinh Dũng, nói. Anh mau đi đi. Ừ, vậy anh đi đây, Đinh Dũng cười nhẹ nhàng, vừa định quay người đi thì đột nhiên nhớ ra gì đó. Em mới nhậm chức, có cần ra ngoài xử lý công việc gì không? Hay là anh để xe lại cho em nhé? Không phải anh cần tới chỗ Tiểu Tuyết sao? Hàn Phương Nhiên sững người một lát, sau đó cười nói. Em tạm thời không ra khỏi cửa. Tới lúc đó nếu như cần ra ngoài, em có thể bắt xe mà. Đinh Dũng lắc đầu, mặc dù hiện giờ Hàn Phương Nhiên chưa có lịch trình gì, nhưng cô vừa mới nhận chức, sẽ cần chạy ra ngoài lo liệu rất nhiều việc. Nếu không có xe làm sao mà tiện, thế là Đinh Dũng để chìa khóa xe lên bàn làm việc của Hàn Phương Nhiên, nói em cầm lấy đi. Anh đi đây. Nói xong, không cho Hàn Phương Nhiên có cơ hội phản ứng lại, Đinh Dũng cứ thế quay người rời khỏi văn phòng làm việc. Từ sau khi ra khỏi tập đoàn Hàn Thị, Đinh Dũng bắt xe về nhà. Vốn dĩ anh định bắt xe tới trường đại học, thế nhưng nghĩ lại thì đi lại cũng không được thuận tiện cho lắm, cho nên anh quay về khu đang sinh sống, định bụng lái chiếc siêu xe để đó cũng đã nửa tháng trời. Đinh Dũng lựa lúc không có người, âm thầm tới bên chiếc siêu xe. Đương lúc anh định mở cửa thì đằng sau đột nhiên vang lên tiếng còi. Cậu làm gì thế hả? Lâm Hồng Ngạn ngồi bên ghế phụ thò đầu ra ngoài nhìn Đinh Dũng mà nạt nộ. Mau tránh cái xe đó xa một chút đi. Nếu cậu mà làm hỏng thì có bán cả nhà chúng tôi đi cũng không đền nổi đâu. Con chỉ xem thôi, Đinh Dũng cười, vội đi tránh xa chiếc siêu xe một chút. Hừ, đúng là tên nhà quê, thấy bộ dạng gượng gạo đó của Đinh Dũng, Lâm Hồng Ngạn chắp tay trước ngực lầm bầm. Tiểu Dũng, cậu cẩn thận một chút chứ. Giá tiền của chiếc xe sang này không phải là con số mà chúng ta có thể tưởng tượng được đâu. Lúc đi qua chiếc xe, Hàn Thành Sơn mới mở cửa xe, không khỏi trầm trồ. Chiếc xe này đẹp thật đấy. Đương rồi, chiếc siêu xe này tôi nghe ngóng rồi, là siêu xe bản giới hạn, giá cả đắt đỏ lắm. Lâm Hồng Ngạn nhìn chiếc xe với ánh mắt khao khát. Bà ta chỉ hận không thể nào được ngồi vào chiếc xe đó. Cũng chỉ vì mải ngắm nhìn chiếc xe mà bà ta đã quên đi vừa rồi mình mỉa mai Đinh Dũng như thế nào. Đợi bố mẹ vợ xuống xe đi lên tầng, Đinh Dũng mới thở phào. Không phải anh sợ Lâm Hồng Ngạn biết, mà anh sợ rằng bà ta biết rồi thì sẽ đi khoe khoang khắp nơi, tới lúc đó thân phận của anh chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, rất dễ khiến cho nhiều người chú ý đến. Đợi một lát, sau khi không thấy ai, Đinh Dũng mới nhanh chóng nhảy vào xe. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, chiếc siêu xe để ở tiểu khu nhỏ bé nửa tháng trời mới sáng bừng đôi mắt, tiếp đó là tiếng động cơ khỏe khoắn vang lên. Chiếc xe lao vút đi, chỉ để lại một đám bụi mù. Ôi, chồng ơi, mau lại xem này, chiếc xe kia đi mất rồi, Lâm Hồng Ngạn đến bên cửa sổ, vừa hay thấy chiếc xe lao vút đi. Bà ta kích động vô cùng, tôi biết ngay anh chàng đại gia giàu có đó nhất định là đang sống ở tiểu khu của chúng ta mà lại. Đúng là một con người giản dị nhưng lại đầy quyền uy. Tôi nhất định phải nghe ngóng về thân phận của cậu ta mới được. Chỉ có con người như vậy mới xứng với Phương Nhiên của chúng ta thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.